chào mọi người nhá. Mọi người chia sẻ livestream cho em nhé. Em đang cắt gió các mẹ nhá. Mai nhá mọi các mẹ nhá. Nốt ngày nay ạ. Chưa à? Chưa mất điện các chị ơi. Chiều nay mất điện. Mất điện chẳng like được. Em xả áo khoác áo dài nhá. Áo khoác áo dài em xả đấy ạ. Dài tay chỉ có cái bộ giống được, trước em gửi cho chị thôi, chị Huyền Trang Trần ạ. Mọi người chia sẻ cho em nhé. Chào chị Đỗ Út Huệ ạ. Chút nữa nhá. Không em cắt nó hết ra đi. Cắt hết mấy cái bì đấy ra đi. Bộ hồ đằng sau á không có 44 kg đâu chị ơi. Rồi em lên một ít nhá. Em lên một ít hàng lẻ trước mà em sang đến hàng đông các mẹ nhá. Chân váy cho bé này là bé 12 kg các mẹ nhá. 12 13 kg này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em má 1 này. Má 1 30 này. Một áo váy nhá, cái này rất là xinh luôn này các mẹ này. Cái này là dành cho bé 14 15 kg nhá. 16 kg cũng mặc được các mẹ nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hộ em má 2 nhá. Má 2 45k. Thảo Lê cho em chi số đi nhá. Thảo Lê má 2 nhá. Này em lại xả cả đông cả hè các mẹ nhá. Xả cả đông cả hè này. Một áo nhá. Một áo này là dành cho bé 18 kg ạ. 18 kg nhá. Em xả cái mẫu này là 40k này. 40k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em má. Má 4 ạ. Má 4. Các mẹ nhớ chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ được giá trên livestream các mẹ nhá. Một đầm 2 dây rất là xinh luôn, dễ thương lắm. Cho bé 14 kg nhá các mẹ nhá. 13 14 kg này cực kỳ xinh luôn nhá. Xả 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment sọc cho em nhá. Ơi ạ. Mẫu 4 à? 4 kia em. Đen. Mẫu 4 đây nhá. Đây. Rất là đẹp luôn các mẹ nhá. Rất là đẹp nhá. Rất cực đẹp luôn. Xả mới có giá đấy các mẹ nhá. Thứ nhất là xả, thứ hai là các mẹ chia sẻ livestream cho em nhá. Rồi cảm ơn chị Nini Huynh ạ. Rồi mẫu này là dành cho bé 11 kg nhá các mẹ nhá. 11 12 kg này, 45k nhá. Xả 45k này, mẹ nào lấy cái này comment cho em má 6. Má 6 nhá. Má 6 ạ. Màu đỏ đâu, làm gì có màu đỏ chị. Bộ hồ chí lăn. Mở. Chắc là hôm nay là má 6 của chị Hồ Kiều My. Đây rõ chưa mẹ, rõ chưa. Đây. Một áo len này. Len cho bé 13-14 kg nhá các mẹ nhá. 13-14 kg này. Xả 60k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đỏ cho em nhá.
Rồi ok chị Nini Huynh nhá. Đỏ dây chấm bi á, không có đỏ dây chấm bi mà chị. Đấy là đỏ, đấy là đầm hai à, cái đấy là chân váy á. Bộ hồ á, xả 65 chị Hana nhá. Em ơi, thử chạy lại cái kia, tắt cái điện kia chị xem nào. Có điện rồi chị Thanh Lê ạ. Đỡ chưa mẹ, đỡ chưa ạ? Rồi cảm ơn chị Nini Huynh nhá. Đỡ rồi chưa các mẹ, đây này. Lên thêm một đầm nhá. Đầm này là dành cho bé 8-9kg này. 8-9kg nhá các mẹ nhá, rất là xinh luôn. Xả 70k nhá. Mẹ nào lấy cái này con mần trắng cho em nhá. Con mần trắng cho em ạ. Xả 70k, mẹ nào lấy con mần trắng nhá. Chị Thuy nho trắng ạ. Một áo phông này, phông da cá các mẹ nhá, một áo da cá ký đổ lại các mẹ nhá. 12 ký đổ lại xả 35k này. Mẹ nào lấy con bần ghi cho em nhá. À cái này bị lem màu rồi. Lem màu rồi. Không like được cái mẫu ghi này nữa. Màu trắng trên đó. Không rõ luôn ấy. Rồi chị Tam mua tí hỏi nhá. Một áo sọc cho bé 12kg ạ. 11-12kg các mẹ nhá. Rất là xinh luôn này. Em xả 50k nhá. Xả 50k này. Mẹ nào lấy cái này con mần sọc đỏ nhá. Sọc đỏ 50 ạ. Mẹ nào lấy con mần sọc đỏ cho em. Sọc đỏ chất rất là đẹp các mẹ ạ. Chất rất là đẹp luôn. Sọc của Hằng Thí Phạm nhá. Sọc đỏ em ạ. Rồi chị Hằng Thúy Phạm sọc đỏ nhá các mẹ nhá. 13kg đổ lại này. Xả 35k nhá. Mẹ nào lấy cái này con mần cam cho em nhá. Cam 35k này. Chất rất là đẹp luôn các mẹ ơi. Các mẹ nhớ chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream cho em ạ. Một đầm 2 dây này các mẹ này. Đầm 2 dây cực xinh luôn nhá. Mẫu này là dành cho bé 11kg các mẹ nhá. Dành cho bé 11kg này. 10-11kg nhá các mẹ nhá. Rất là xinh luôn. Xả 60k nhá. 60k này. Mẹ nào lấy comment cho em mã 6 ạ. Mẹ nào lấy comment cho em mã 6 này. Mã 6 cái hàng gen đấy mà không ngứa các mẹ nhá. Cực xinh luôn ạ. Cực đẹp ạ. Mã 6 60k nào các mẹ nào. Ba lỗ nam 12kg có chị Lan Kim Dương nhá. Rồi một đầm cho bé 12kg này các mẹ này. 12-13kg nhá. Rất là xinh luôn ạ. Mẫu này em xả 100k này. Xả 100k các mẹ nhá. Mẫu cực kỳ xinh luôn các mẹ nhá. Công chúa này. Gen rất là mềm nhá. Xả 100k. Mẹ nào lấy cái này con bần cho em mã 10 nhá. Mã 10 100 ạ. Mẹ nào lấy con bần cho em mã 10. 100k rất là đẹp các mẹ ơi. Chất cực đẹp luôn ạ. Chất cực đẹp nhá. Áo ba lỗ cho bé này là bé 12-13kg này. 12-13kg nhá. Xả 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã sọc nhá. Tuấn Anh Dinh á. Chưa, chỉ có mỗi hai cái thôi. Chị cứ chọn xong chị lại xả. Chị chọn xong chị lại xả thôi. Trong khi ở trên đang live đang xem nhau. Có 11kg thôi. Bộ hổ có 11 ký chị Nini Huynh nhá. Sọc. Mã sọc của Duyên Lo. Không, Duyên Lo nhá. Sọc của chị Duyên Lo. Chị Duyên Lo comment số điện thoại cho em nhá. Các mẹ comment số điện thoại cho em nhá. Comment mã kèm số điện thoại cho em ạ. Công chúa này rất là đẹp luôn này. Công chúa này là dành cho bé 11-12kg các mẹ nhá. 11-12kg này. Em xả mẫu này 100 nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em đầm trắng nhá. Comment đầm trắng cho em ạ. 100k này. Rất là đẹp luôn ạ. Màu đỏ 11kg đúng không chị? Rất là đẹp luôn. Xả 65k này.
Nên Lê Huynh này. Ừ. Von 11kg. Có chị ơi, có áo von. Lên cho bé này là bé 7kg các mẹ nha. 7kg này xả 35k này. Xả 35k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em ạ. Vàng 35 các mẹ nhá. Comment vàng cho em ạ. 35k thôi, rất là đẹp và rẻ luôn các mẹ ơi. Cực đẹp cực rẻ nhá. Các mẹ chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ lên ạ. Chia sẻ lên cho em mới được giá như em đang like các mẹ nhá. Một len chữ A cho bé 18kg nhá các mẹ nhá. 18-19kg đổ xuống ạ. 18-19kg đổ xuống nhá. Mẫu này em xả 70k này. Xả 70k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Đen 70 ạ. Bộ hộ 65k một bộ nhá chị Quang Phạm. Đây là bộ đồ. Bộ hổ mà. Đây là bộ hổ bao nhiêu một bộ? Ừ. Bộ đồ sau lưng tùy mẫu chị. Chị Bích Liêu Giao. Chân váy nhá, cực xinh luôn. Chân váy rất là xinh các mẹ này. Cái này là dành cho bé 11-12kg nhá. 11-12kg này. Mẫu này em xả 35k nhá. Xả 35k này. Mẹ nào lấy comment chân váy cho em nhá. Comment chân váy này 35k này. Mẫu chân váy rất là đẹp ạ. Chân váy xả 35k. Một áo cho bé gái 9-10kg nhá. 9-10kg 30k này. Mẹ nào lấy comment trắng cho em nhá. Trắng 30 này. Trắng 30 này. Mạng hơi yếu nhá các mẹ ạ. Áo phông hồng này rất là xinh luôn này. Phông hồng dành cho bé 4-5kg nhá. 4-5kg 30k này. Ở tay có logo rất là đẹp luôn các mẹ này. 4-5kg 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em nhá. Mẹ nào lấy comment hồng cho em nhá. Hồng 30 ạ. Chị Thông đưa cho em xin số điện thoại ạ. Đây các mẹ này, một áo váy nhá. Cái này là dành cho bé 20-22kg đổ xuống nha các mẹ nhá. 20-22kg đổ xuống này. Mặc áo ở bên trong, mặc cái này ra ngoài rất là xinh luôn này. Mẫu này em xả 40k nhá. Xả 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment đỏ cho em nhá. Đỏ 40 ạ. Mẹ nào lấy comment đỏ cho em nhá. Chất dày dặn lắm các mẹ ơi. Cái mẫu đấy cầm nặng chịch tay luôn. Chất dày lắm ạ. Đỏ 40k các mẹ nhá. Áo tua cho bé 12-13kg này. Tua cho bé 12-13kg nhá. Xả 30k này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em tua nhá. Đỏ của chị Anh Nguyên. Một len nhá các mẹ nhá. Len hoa văn thổ cẩm này cho bé 20kg nhá. 20kg đổ xuống cực kỳ đẹp luôn ạ. Rất là đẹp các mẹ nhá. 20kg đổ xuống này. Mẫu này em xả 80k nhá. Xả 80k này. 20-22kg đều mặc vừa các mẹ nhá. Xả 80k này. Mẹ nào lấy cái này comment bi đỏ cho em nhá. Comment bi đỏ cho em này. Xả 80 này. Chất rất là đẹp luôn ạ. Len dày đẹp lắm các mẹ nhá. Len dày đẹp. Đẹp giống như kiểu chất len hai lớp ấy. Dày như len hai lớp ấy. Này dành cho bé. Quần dành cho bé 17kg các mẹ nhá. Rất là xinh luôn này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment nơi cho em này. Comment nơi nhá. 8kg kèm tu ban không có chị Trương Xuân ạ. Cảm ơn chị Ngân ngọt ngào chia sẻ livestream cho em nhá. Đồ hè có chị Tuyết Linh ơi, em xả cả hè cả đông. Nhưng mà hôm nay chủ yếu là đồ đông. Nơ của chị Thanh Lê. Hôm nay chủ yếu là đồ đông nhá, vì là hôm nay em có xả áo phao áo dạ. Chị Thanh Lê cho em xin số điện thoại ạ. Các mẹ chia sẻ livestream cho em nhá. Các mẹ nhớ chia sẻ livestream cho em ạ. Một áo khoác cho bé 9kg nhá các mẹ nhá. 8-9kg này rất là xinh luôn này. 25k nhá. 25k này. Mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em nhá. Hồng 25k này. Hồng 25k. 2 giây nhá. 2 giây này dành cho bé 18kg các mẹ nhá. 18kg đổ xuống này rất là đẹp luôn nhá. Xả 20k này.
20k nhé. Mẹ nào lấy cái này comment trắng nha em nhé. Comment trắng 20 ạ. Hết pin. Trắng 20k nhé. Mẹ nào lấy comment trắng cho em ạ. Thì anh Nguyên comment số điện thoại cho em. Áo ba lỗ này rất là xinh luôn. Cái mẫu này là dành cho bé Nam các mẹ nhá. Dành cho bé Nam này. Bé Nam này là 11-12kg nhá các mẹ nhá. Nhỏ nhất cho bé 11-12kg này. Mẫu này em xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment xanh kèm số ký cho em này. Xanh kèm số ký nhá. 11-12kg nhá các mẹ nhá. 11-12kg là size nhỏ nhất này. Mẹ nào lấy cái này comment xanh kèm số ký cho em nhá. Size lớn nhất là dành cho bé 16-17kg các mẹ nhá. 16-17kg là lớn nhất này. Mẹ nào lấy comment xanh kèm số ký cho em nhá. Đúng rồi, hôm nay mạng hơi bị kém các mẹ ạ. Hôm nay mạng hơi kém ạ. Xanh 11kg. Xanh của chị Candylien này, 11kg này. Chị Candylien này 30. Chị Tân Tịt. Chị Tân Tịt là còn gần đủ ri luôn. Thiếu một cái số nhỏ nhất. Tân Tịt này. Quần nhá các mẹ nhá. Quần này là dành cho bé 20-22kg này. 20-22kg các mẹ nhá. 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em chấm nhá. Comment chấm này. Chấm 30 này. Comment chấm 30 các mẹ ơi. Hôm nay các mẹ có vẻ lên ít, các mẹ lên chia sẻ cho em nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Bộ đồ sau lưng tùy mẫu chị Khuyên Khang nhá. Bộ hổ sau lưng em là xả 65k đấy chị ạ. Rồi tiếp một quần nhá. Quần này là quần này rất là đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn các mẹ nhá. Cho bé 13-14kg nhá. 13-14kg này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hoa này. Hoa 30 này. Hoa 30 các mẹ nhá. Đợi một chút chị ơi, đợi một chút rồi em mới lên áo khoác. Chấm 30 của Huyền Thanh nhá. Hoa của chị Nini Huynh. Huyền Thanh cho em xin số điện thoại ạ. Chị Huyền Thanh có mở số điện thoại lên cho em nhá. Rồi một quần này là dành cho bé 18-20kg này. 18-20kg nhá, 30k này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hưu cho em nhá. Comment hưu cho em ạ. Hưu 30 các mẹ ơi. Em ở Thanh Hóa nhá, chị Hoa Thanh Đoàn. Rồi một áo bò này các mẹ này. Áo bò rất là xinh, buộc dây đằng trước nhá. Cho bé 18-20kg này. 18-20kg rất là xinh luôn nhá. Bố này em xả 45k nhá. 45k này. Quần của anh Nguyên nhá. Quần của chị Hương, của chị Hương, của chị Phạm Thị Thu Hà chứ. Chị Phạm Thị Thu Hà, quần Hương, comment số điện thoại lên cho em nhá. Áo bò này. Áo bò nhá, mẹ nào lấy cái này comment cho em nhá. Bò của Tân Tịt. Bò của Tân Tịt nhá. Bò này giá bao nhiêu? 45. Áo bi cho bé 11kg các mẹ này. Rất là xinh luôn nhá. Bé này là bé nữ mặc cũng được, mà bé nam mặc cũng được nhá. 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment bi nhá. Bi 30 này. Mẹ nào lấy comment bi 30 cho em ạ. Bò có một cái thôi các mẹ ơi. Bò em còn có một cái thôi ạ. Rồi áo váy các mẹ nhá, dành cho bé 12-13kg này. 12-13kg nhá. Em xả nốt 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment tim cho em nhá. Mẹ nào lấy comment tim cho em này. Mẫu này chất rất là đẹp luôn nhá. Mẹ nào lấy comment tim cho em nhá. Tim 30 này. Tim 30 các mẹ nhá. Team của Hằng Thí Phạm nhá. Chị Hằng Thí Phạm cho em xin số điện thoại ạ. Áo này đẹp chứ này. Áo này rất là đẹp các mẹ nhá. Rất là đẹp luôn ạ.
áo này là dành cho bé 20kg các mẹ nhá. 20-22kg này, rất là xinh luôn này. Cực xinh luôn nhá. Cái mẫu này em xả 40k này. 40k nhá, mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em ạ. Mẹ nào lấy comment hồng cho em nhá. Hồng 40 này. Mẹ nào lấy comment hồng cho em nhá. 40k này. Hồng rất là đẹp luôn ạ. Hồng 40k nhá. Còn một cái nơ, còn một cái nơ cho bé 17kg nhá. 17kg xả nốt 30k này. Xả nốt 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment nơ cho em nhá. Đi huynh nhá. Mẹ nào lấy comment nơ cho em nhá. Xả nốt 30k cho hết đi này. Xả nốt 30k lỗ tiếp này. Lỗ tiếp đấy các mẹ. Không được lãi cái nghìn nào đâu. Nơ của chị Nini Huynh. Hoa, cái này là dành cho bé 10 11kg nhá các mẹ nhá, 10 11kg này. Xả 35k nhá, xả 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment hoa nhá. Hoa, nơ của chị Nini Huynh đấy. Nini Huynh. Bộ hồ sau có xả 65k chị Hương Anna nhá. Hoa của chị Ngân ngọt ngào. Hồng chị Tuyết Linh comment sau ạ. Hồng chị Tuyết Linh comment sau, em mẹ nào comment lên em đọc luôn mà. Sau chị Hằng Thúy Phạm là đến chị Nini Huynh luôn ạ. Một quần này, quần dành cho bé 13-14kg các mẹ nhá. Xả 30k này. Mẹ nào lấy con cái này comment quần nhá. Comment quần này. Quần xả 30 ạ. Cái áo vàng này đẹp lắm này. Áo vàng này rất là đẹp. Các mẹ nhớ chia sẻ livestream cho em nhá. Áo này rất là xinh luôn này. Xỉ inbox nhá chị Oanh Đỗ nhá. Có ạ, bộ sau em có xả các mẹ nhá. Có cho bé 25kg chị ơi. Rồi này, áo cho bé 10kg các mẹ nhá. Áo cho bé 9-10kg này. Rất là xinh luôn nhá. Mẫu này chất dày dặn nhá. Cái len tăm dày dặn luôn, cực kỳ đẹp nhá. Mẫu này em xả 55k này. Mẫu này em xả 55k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em này. Vàng thấy, 55 ạ. Thấy chị Tuyết Linh nhá. Chị Tân Tịt vàng. Áo này là dành cho bé 18kg nhá các mẹ nhá. 17-18kg này. Rất là đẹp nhá. Mẫu này em xả 35k này. Xả 35k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment mã 18 cho em ạ. Comment mã 18 cho em nhá. Mã 18 xả 35k này. Em có thấy các mẹ nhá. Có thấy các mẹ ạ. Một áo này các mẹ. Của anh Nguyên nhá. Một áo nhá các mẹ nhá, rất là xinh luôn. Áo này là dành cho bé 11-12kg này. 11-12kg nhá. Mẫu này em xả 40k này. Xả 40k nhá. Mẹ nào ở trên là ren này, cơ rất là xinh luôn. Mẹ nào lấy cái này comment ren cho em nhá. Comment ren này, thấy chị Trà My nhá. Có chị Đinh của em. Những cái bộ sau em là chút nữa em sẽ xả những cái bộ ở đằng sau em và những cái đầm đằng sau em, áo trên em cũng xả nhá các mẹ nhá. Các mẹ cứ yên tâm là các mẹ sẽ mua được giá rẻ ạ. Các mẹ sẽ mua được giá rẻ với điều kiện là các mẹ phải chia sẻ livestream này cho em nhá. Các mẹ phải chia sẻ được livestream này cho em nhá. Bộ sau em xả một bộ là 65k, hai bộ là 60k nhá. Ở đằng sau em ấy, mẹ nào mua một bộ là 65k, hai bộ là 60k nhá. 8kg có chị Hà Ngố nhá. Đây, một áo phông cho bé trai này. Bé này là bé 27kg đổ xuống các mẹ nhá. 27kg đổ xuống này. Mẫu này em xả 40k nhá. Xả 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mẫu sọc nhá. Comment mẫu sọc cho em này. Comment sọc cho em nhá. Năm bộ á? Bộ hổ 10 bộ hổ nhá. Xả bộ hổ cho các mẹ nhá. Một bộ là 65k nhá. Hai bộ là tính 60k một bộ, hai bộ là 120k nhá. Có hồ đỏ các mẹ nhá. Hồ đỏ đây ạ. Rồi cảm ơn chị Lý Hoài nhá, hồ đỏ này. Nhưng mà cái hôm vừa rồi em quên không gấp cho chị. Chị về chị là lại hộ em hoặc là treo lên cho nó phẳng chị Hoài nhá. Đây bộ đen này, hổ đen nhá các mẹ nhá.
65k một bộ, hai bộ là 120k nhá. Hổ trắng này các mẹ này. Hổ trắng đây nhá, hổ trắng rất là đẹp luôn này. Hổ trắng nhá. Hổ ghi này, hổ ghi các mẹ nhá, hổ ghi rất là đẹp luôn này. Đúng rồi ạ, chị Vân Anh. Đi hổ đỏ á, hổ đỏ có còn gì không nhỉ? Cho chị một duy hổ đỏ đi, em nhìn số cho chị một duy hổ đỏ nhá. Rồi, còn hổ trắng, hổ đen các mẹ nhá. Hổ trắng, hổ đen và hổ ghi này. Số biến nhất là ơi, số biến nhất là từ 1 đến 6. 15 kg không vừa chị Tam Moon ơi. Có còn hổ đỏ không ạ? Nghe chị lấy 6 bộ rồi nữa. Không hiểu cái đây. Các mẹ con bật lên cho em nhé, con bật lên cho em này. Hồ đỏ hết nhá. Hồ đỏ hết. Hiện tại em chỉ còn một ít hổ trắng và hổ hổ trắng và hổ ghi thôi ạ. Hổ đỏ hết nhá chị Thuy Su Su nhá. Hổ đỏ hết này, chỉ còn hổ trắng và hổ ghi thôi ạ. Hổ trắng, hổ ghi và hổ đen nhá. Hổ ghi 10 cân có chị nhá. 15 kg không vừa nhá chị nhá. Ghi 15 kg không vừa. Ghi hổ này chỉ có 13 kg đổ lại các mẹ nhá, 13 kg đổ lại thôi ạ. Tất cả những cái mẫu hổ này chỉ có 13 kg đổ lại nhá. Mẫu hổ này rất là đẹp luôn này, rẻ nhá các mẹ nhá. Sơ mi dài tay à. Một cái 55k, hai cái 100k chị Oanh Đỗ nhá. Rồi, áo ba lỗ này dành cho bé 11 kg nhá, 11 12 kg này 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment hoa cho em nhá. Hoa 30 này. Hoa 30 nhá. Đây em này. Bỏ hết vào cái túi này. Hoa 30 này, cái này của Tâm Tịt. Các mẹ có thích like những cái hàng ở trên em giá em đang treo không? Like xả. Hai tám ký không vừa, chất rất là đẹp nhá các mẹ nhá, chất cốt tông rất là đẹp, hàng Quảng Châu nhá. Mẫu này là hàng Quảng Châu này. Bộ hổ rất là đẹp, đúng rồi. Lên cái mẫu này nhá các mẹ nhá, lên cái mẫu này này, cực kỳ xinh luôn nhá, cực kỳ xinh luôn ạ. Mẫu này là em xả, mẫu này là 85k một bộ này, mẹ nào lấy 85k một bộ nhá. Hai bộ là 160k này. Hai bộ 160k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment xanh cho em nhá. Mai em mới chốt đơn các mẹ nhá. Chị hổ đỏ 9 ký không còn, chị Thuy Su Su ạ. Mẹ nào lấy cái này comment xanh kèm số ký cho em nhá. Một bộ mà là 85k này, hai bộ là 160k nhá. Mẹ nào lấy comment xanh kèm số ký cho em nhá. Comment xanh kèm số ký cho em ạ. Size nhỏ nhất là cho bé 9 ký nhá. 9kg là nhỏ nhất các mẹ nhá, rất là đẹp luôn. Nhỏ nhất cho bé 9kg này. Ở đây em đang bán, ở cửa hàng đây em đang bán là shop em đang bán 150k đấy các mẹ. 150k đấy các mẹ, mua trên livestream thì rất là rẻ. Rất là rẻ, chất thì quá ok luôn ạ. Size lớn này là cho bé 11, 12, 13kg đổ lại các mẹ nhá. 12, 13kg đổ lại này. Size lớn nhất 12 13 kg đổ lại nhá. Mẹ nào lấy comment xanh. Sọc cũng thế, sọc cũng vậy ạ. 20 kg không vừa nhá. 20 kg thế này. 85k một bộ nhá. Hai bộ là 160k này. Mẹ nào lấy cái này comment sọc ghi cho em nhá. Sọc ghi này. 13 kg đổ lại các mẹ nhá. 13 kg đổ lại này. Có sọc ghi, sọc xanh này. Sọc ghi, sọc xanh nhá. 13 kg đổ lại nhá các mẹ nhá. Chất rất là đẹp luôn ạ. Chất rất là đẹp nhá. Cái này em đang là xả rồi. Xả rồi cho nên là cái mẫu này của em là xỉ với lẻ bằng nhau nhá. Cái mẫu này của em xỉ với lẻ bằng nhau ạ. Bao nhiêu ký chị Ngân Ngọt Ngào ơi? 23 ký có. Rồi cái này dành cho bé 18 ký nhá các mẹ nhá. 15 18 ký này. Rất là xinh luôn này.
30k nhá, mẹ nào lấy cái này comment dây cho em nhá. Dây 30 này. Comment dây cho em ạ. Đây, đây chị Ngân ngọt ngào một bộ này. Tuyết Linh dây này. Các mẹ chia sẻ cho em nhá. Quần bò rất là đẹp luôn này các mẹ này. Quần bò này là dành cho bé 18kg nhá các mẹ nhá. 18kg này. Chất Quảng Châu nhá các mẹ nhá. Hàng Quảng Châu đây ạ, chất bò nhá. Bao đẹp luôn các mẹ nhá, bao đẹp luôn ạ. Bao đẹp luôn nhá các mẹ nhá. Mẫu này em xả 80k này. Xả 80k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment bò cho em nhá. Bò 80. Mạng đi xí búc chị Trang ấy ơi. Chị Anh Nguyên quần bò này. 80. Từ từ. Từ từ. Chị Nguyễn Bảo Ngọc bò chứ. Chị Nguyễn Bảo Ngọc bò chứ. Comment bò mà. Comment bò là Nguyễn Bảo Ngọc đúng cú pháp chị nhá. Chị Nguyễn Bảo Ngọc comment số điện thoại cho em nhá. Rồi một cái áo váy này hoa này, trông ngực rất là xinh. Mạng này làm sao ấy nhỉ? Cái này là dành cho bé 12 13kg nhá các mẹ nhá, 12 13kg này. Xả nốt 35k nhá. Xả nốt 35k này, mẹ nào lấy cái này comment hoa cho em nhá. Comment hoa thấy hơn Trần. Comment hoa cho em này, hoa 35 nhá. Áo dành cho bé 12kg ạ. 11 12kg nhá các mẹ nhá. Thu Hà nhá. 11 12kg này. Xả 35k nhá. Xả 35k này, mẹ nào lấy comment trắng cho em ạ. Ôi nhờ. Chị Tuyết Linh xả áo nào cho chị Tuyết Linh. Xả áo dây cho chị Tuyết Linh. Màng làm sao ấy nhỉ các mẹ nhỉ? Lại lần nữa không có là chị Hoàng Vũ à? Em gửi cho chị Hoàng Vũ rồi đúng không? Chị Hoàng Vũ ở hôm nọ gửi nhầm đúng không? Anh ơi, xuống bật cho em cái wifi xem nào. Nốt một cái áo hoa này là dành cho bé 12-13kg nhá. Mẹ nào lấy comment hoa tiếp cho em này. 35k này. 35k nhá. Phong này, ôi cái phong này chất rất là mát luôn các mẹ này. Sao chị Thanh Mai nhỉ? Chị Thanh Mai có gì inbox cho em nhá. À chị Hoàng Vũ ơi, chị vào inbox cho em nhá. Chị vào inbox cho em chị Hoàng Vũ nhá. Nó cứ được một tí xong nó lại bị mất kết nối xong rồi lại bị lại. Ý là mọi người bảo tắt cái đầu wifi đi, bật lại này. Áo cho bé này. Áo này là dành cho bé mua xả 30. Rồi được rồi các mẹ ơi. Các mẹ chia sẻ lại cho em nhá. Chạy mạng lại chạy được rồi, các mẹ chia sẻ cho em ạ. Chị hàng nhận được hàng rồi ạ. Được chưa chị? Được chưa các mẹ? Em tắt mạng rồi, em tắt mạng xong rồi lại bật lại rồi nhá. Một quần dành cho bé 11kg này các mẹ này, 11kg nhá. Xả 35k này. Xả 35k nhá. Quần này rất là đẹp luôn, nhím như em đang mặc các mẹ này rất là đẹp nhá. Mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em nhá. Vàng 35k này. Mẹ nào lấy comment vàng cho em, vàng 35k. Áo len nhá. Len này là dành cho bé 18kg này các mẹ này. 18kg nhá, len chất rất là đẹp luôn ạ. Len 18kg nhá. Mẫu này em xả 80k này. Xả 80k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment len cho em ạ. Len nhá 80k này. Các mẹ chia sẻ thêm một ít người nữa rồi em like sang áo phao nhá. Em like xả áo phao các mẹ nhá. Chia sẻ cho em đi ạ. Máy em không được. Vàng
Một áo phông nhá, phông này dành cho bé 15-16kg này. Cổ này rất là đẹp luôn nhá các mẹ nhá. 15-16kg này. Xả 40k nhá, xả 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 40 ạ. Comment mã 40 cho em nhá. Mã 40 này. Cái này là váy cho mẹ nhá. Váy cho mẹ này, mẹ nào 60kg đổ xuống mặc được nhá. 60kg đổ xuống mặc rất là đẹp luôn ạ. Chất len tăm các mẹ nhá, chất len tăm này, xả 40k này. Xả 40k nhá, mẹ nào lấy cái này comment đen nhá. Comment đen ạ. Chị Phạm Hình mã 40 này. Mẹ nào lấy comment đen cho em ạ. Một yếm len nhá, chất rất là đẹp luôn ạ. Chất cực đẹp nhá. Mẫu này em xả 50k nhá. Xả 50k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em yếm nhá. Comment yếm này. Yếm 50 nhá. Đen của chị Candy Liên ạ. Đen 40k của chị Candy Liên nhá. Trắng 50 này. Mẹ nào lấy cái yếm trắng này comment yếm trắng. Comment trắng cho em nhá. 12-13kg ạ. 12-13kg các mẹ nhá. Phao đây, phao rất là đẹp các mẹ này. Phao rất là đẹp luôn nhá. Phao rất là xinh luôn và đẹp này các mẹ này. Ở trong lông, mũ là lót lông nhá. Cái này là dành cho bé 10kg nhá các mẹ nhá. 10-11kg này. Rất là đẹp này. Mẫu này em xả 160k nhá. Xả 160k này. Trắng, trắng quá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em hồng. Comment phao nhá, comment phao cho em ạ. Mạng nhà em hết giật rồi. Mạng nhà em lại khỏe rồi nhá, chị Tít Hoa nhá. Mẹ nào lấy comment phao cho em ạ. Nhắn có quái đâu. Mẹ nào lấy comment phao cho em nhá. Phao này chất rất là đẹp, phao dày dặn nhá. Mũ lót lông này. Cho em ạ. Các mẹ xem nhớ chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream để được giá, em đang giảm giá nhá các mẹ nhá. Áo vàng cho bé 15kg nhá, 14-15kg đổ lại này. 14-15kg đổ lại nhá. Mạng quay tít à? Mạng có được không anh? Chị Phạm Hình chốt được một cái rồi chị Phạm Hình nhá. Các mẹ có xem được livestream không ạ? Sơ mi của bé chị Hoa Hiên nhá. Các mẹ có xem được không ạ? Mọi người báo em xem nào, em có được không ạ? Rồi mạng được mà, em cũng thấy mạng được rồi mà. Không, chia sẻ 15 lần trên nhóm xong rồi chụp ảnh màn hình lại nhá. Rồi, rồi cảm ơn các mẹ nhá. Đây một áo hoa nhá, một áo hoa cho bé 18kg nhá. Mẫu này bây giờ em xả 35k này. Xả 35k nhá, mẹ nào lấy comment hoa cho em này. Comment hoa nhá, các mẹ có thích xả áo dạ không ạ? Để em xả áo dạ áo phao ạ. Có thích xả áo dạ áo phao không? Bây giờ em xả luôn ạ. Hoa của chị Trinh Pham. Quần cho bé này là bé 17-18kg nhá. 17-18kg này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment quần nhá. Comment quần này. Comment quần này. Các mẹ có mẹ lại thích không à? Quần của chị Anh Nguyên ạ. Đơn, tất cả các đơn là mai em chốt nhá các mẹ nhá. Tất cả các đơn là mai em chốt, tất cả các đơn nhá các mẹ nhá. Đây, áo len này cho bé 18-19kg nhá các mẹ nhá. Xả nốt 90k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em ghi nhá. À comment nâu cho em nhá. Comment nâu này. Bộ đồ hè hôm nay em đang ưu tiên xả hàng đông chị nhá. Ưu tiên xả hàng đông ạ. Nâu rồi thì có chị Thanh Lê rồi. Máy em nó không lên luôn. Nâu của chị Thanh Lê này. Chị Trinh Phạm. Chị Trinh Phạm thì em đã gửi đâu hôm nay mà. Ngày mai cũng bắt đầu gửi. Áo giả đây các mẹ ơi, áo giả đây. Áo giả đây rất là đẹp luôn này.
Dạ hai lớp các mẹ nhá, dạ hai lớp đây này. Dày dặn nhá, ở trong là trần này các mẹ này. Đồ bơi có chị Trúc Thanh ạ. Dày dặn nhá các mẹ nhá, mẫu này là dành cho bé 18 ký nhá các mẹ nhá. 18 20 ký này. Mẹ nào lấy con mần dạ cho em nhá. Mẹ nào lấy con mần dạ cho em này. Con mần dạ cho em nhá. Mẫu dạ này em xả 180k nhá, xả 180k này. Dạ rất là đẹp luôn ạ. Dạ dày dặn và đẹp lắm nhá các mẹ nhá. Mẫu này của em là 270k đấy, xả 180k nhá. Xả 180k này, mẹ nào lấy cái này con mần dạ kèm số ký lên cho em nhá. Con mần dạ kèm số ký lên cho em đây. 180k thôi các mẹ ơi. Xả rất là rẻ luôn này. 180k nhá, mẹ nào lấy con mần dạ cho em kèm số ký nhá. Con mần dạ kèm số ký cho em này. Đây dày dặn đẹp lắm nhá các mẹ nhá. Chất cực dày luôn nhá. Em bao chất của cái dạ này nhá, dạ mịn các mẹ nhá. Dạ mịn chất rất là đẹp luôn này. Mẹ nào lấy con mần dạ cho em ạ. Con mần dạ kèm số ký các mẹ nhá. Dạ kèm số ký ạ. Chỉ có 180k thôi ạ. Xả 180k các mẹ nhá. Mẫu dạ này em xả 180k này. Mẹ nào lấy con mần dạ kèm số ký lên cho em ạ. Áo gió này này, áo gió nhá, áo gió này là dành cho bé này là bé 40 kg ạ. À dành cho bé này là bé 25 kg nha, 25 kg đổ xuống thôi các mẹ nhá. Áo gió dành cho bé 25 kg đổ xuống này, xả 90k nhá. Áo gió hai lớp dày này, xả 90k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em gió nhá, comment gió cho em này, gió nhá. Mẹ nào lấy comment gió cho em này, xả 90k nhá, xả 90k này. Mẹ nào lấy con mần gió cho em nhá. Các mẹ ơi, các mẹ chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ thì mới thấy được nhau đấy ạ. Nhiều chị bị ẩn con mần lắm nhá. Thấy chị Đặng Đức ạ. Chị Huỳnh Hoa Ngọc Dung lấy gió này. Huỳnh Hoa Ngọc Dung lấy gió này. Chị Huỳnh Hoa Ngọc Dung comment số điện thoại cho em nhá. Một áo váy này, rất là xinh luôn này. Áo váy này là dành cho bé 15 kg nhá. 15 kg này các mẹ này, 15 kg nhá. Em xả mẫu này là 45k nhá, 45k này. Mẹ nào lấy cái này comment chấm cho em nhá, comment chấm ạ. Chị Đặng Đức ơi, em không thấy chị Đặng Đức đâu. Chị Đặng Đức bị ẩn comment rồi. Mẹ nào lấy comment chấm cho em nhá. Comment chấm ạ. Đức quấy nào. Chấm chấm chấm. Cái áo gió đem chốt chưa? Được. Chấm của chị Đặng, chị chấm của chị Trà My nhá. Chấm của chị Trà My này, chị Trà My comment số điện thoại lên cho em nhá. Chị Trà My comment số điện thoại lên cho em ạ. Này là giờ em phải đứng để em livestream các mẹ. Chấm là giá bao nhiêu? 45k. Cái váy này có rất là đẹp này các mẹ này. Đây này, cái này là cái choàng nhá các mẹ nhá. Cái này là cái choàng này. Đây. Cái váy như thế này nhá các mẹ nhá, váy già này rất là đẹp luôn này. Váy già này. Đây choàng cái này ra ngoài này. Choàng cái này ra ngoài cực xinh luôn này. Cực xinh luôn nhá. Mẫu này là dành cho bé 15 kg đổ lại các mẹ nhá. 15 kg đổ lại này, cực xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 110k nhá. 110k. Em đọc chị nào lên chưa em đọc trước mà các chị yên tâm nhá. 110k này, mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 15 nhá. Mã 15 này. Mã gió xanh lúc nãy là 25 kg, 25-27 kg chị nhá. Mã 15 là mẹ nào lên mã 15 ạ. Đầm rất là đẹp luôn. Gió em nó còn rất là nhiều chị Đặng Đức nhá. Chị Đặng Đức yên tâm, chị Đặng Đức chụp ảnh lại cái gió đấy đi. Xong rồi vào inbox cho em lấy gió cho chị nhá. Một đầm này các mẹ này, tiếp một đầm nhá. Một đầm này là dành cho bé 15-17 kg nhá. 17 kg đổ xuống này. 17 kg đổ xuống nhá các mẹ nhá, cực xinh luôn này. Ở trong là lót lông nhá. Ở trong là lót lông này. Rất là đẹp luôn nhá. Mẫu này em xả 135k này. Xả 135k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cá cho em nhá. Comment cá này. Cá xả 135k nhá. Mẹ nào lấy comment cá cho em ạ. Mẫu cá rất là đẹp nhá.
áo dạ nam này, áo dạ nam các mẹ nhá, dạ nam rất là đẹp luôn ạ, dạ nam size đại các mẹ nhá, dạ nam size đại này, size này là dành cho bé 20kg nhá, 20-22kg này, 20-22kg nhá các mẹ nhá, rất là đẹp luôn ạ, không thấy chị Võ Thái Khang hỏi gì đâu nhá. Các mẹ ơi, nhiều mẹ hỏi em nhưng mà các mẹ không hiện comment lên thì em không thể nào mà trả lời được. Các mẹ phải chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream, chia sẻ nhiều vào thì hiện comment mới lên được. Còn nhiều mẹ bị ẩn comment nên là em không có thể trả lời được nhá. Rồi, mẫu này em xả 170k này. Xả 170k áo dạ nam nhá các mẹ nhá. Dạ nam rất là đẹp luôn này. Dạ nam trần ở trong nhá, xả 170k này. Thấy chị Tuyết Linh lại rồi, chị Tuyết Linh nãy bị ẩn rất là nhiều ạ. Rồi, chị Đặng Đức có chia sẻ em nhìn thấy rồi nhá. Mẹ nào lấy cái này comment dạ cho em nhá, comment dạ này, xả 170k nhá, rất là rẻ luôn này. Xả lỗ vốn 170k nhá, xả lỗ vốn 170k này. Dạ dày đẹp lắm các mẹ này, các mẹ nhìn em ôm cái dạ này. Thấy chị Hằng Trần rồi nhá. 170k này, xả này, mẹ nào lấy cái này comment dạ đỏ nhá, dạ đỏ này, xả 170k nhá. Mẹ nào lấy comment dạ đỏ cho em ạ. Rồi, cảm ơn chị Hằng Trần nhá. Cái dạ đấy là dành cho bé 22kg đổ xuống chị nhá. 22kg đổ xuống này. Áo da này, áo da rất là đẹp luôn nhá các mẹ nhá. Da dày dặn đẹp ạ. Chất cực đẹp luôn các mẹ nhá, chất cực đẹp luôn này. Mẫu da chất cực đẹp luôn nhá. 37kg à. Đây da này. Da này là dành cho bé 20kg nhá các mẹ nhá. 20-21kg này. Áo da 20-21kg nhá. Xả 150k này, xả lỗ vốn 150k nhá. Thấy Phương Anh Nguyễn ạ. Xả 150k lỗ vốn các mẹ nhá. Mẹ nào lấy cái này comment da cho em này. Comment da cho em nhá. Xả lỗ vốn 150k này. Mẹ nào lấy comment da lên cho em ạ. Da của chị Đặng Đức nhá. Áo da của chị Đặng Đức ạ. Sơ mi có nhưng mà bây giờ em đang like cái áo dạ này các mẹ nhá. Chị Đặng Đức không lấy ra. Thôi em đang like xả mà chị, em đang like xả hàng đông mà. Áo dạ này. Áo dạ tiếp nhá các mẹ nhá. Áo dạ này. Dạ này là dành cho bé 14-15kg nhá. 14-15kg này. Mẫu này em tiếp tục xả 170k nhá. Xả 170k này. Rất là đẹp luôn ạ. Xả 170k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em. Cái này là mã 15 nhá. Mã 15 ạ. Bé này chỉ bao nhiêu ký mà không vừa. Mã 15 nhá. Xả 170k này. Mẫu dạ rất là đẹp luôn. Dạ trần ở trong các mẹ nhá. Mẫu dạ. Mẫu dạ này rất là đẹp. Đúng rồi, 25kg em cũng sợ không vừa. Mẹ nào lấy cái này comment mã 15 cho em nhá. Xả 170k này. Áo dạ dày đẹp lắm các mẹ nhá. Dày đẹp các mẹ nhá. Xả 170k. Lên tiếp áo da này. Áo da này rất là to luôn ạ. Đây nhá, áo da này các mẹ này. Áo da nhá. Đây, da này 60kg đổ lại các mẹ nhá. 60kg đổ lại, bé trai nào mà lớn lớn cũng mặc được nhá. Đây, rất là đẹp luôn này. Da rất là đẹp các mẹ nhá. Mẫu này em xả 120k nhá. Xả 120k này. Mặc đồ á? Không, chị Ngân ngọt ngào ơi. Xả 120k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment da xanh cho em nhá. Comment da xanh cho em ạ. Xả 120k này. Tay bo ống tay rất là đẹp luôn. Mẹ nào lấy cái này comment da cho em nhá. Da xanh này. Da xanh cực đẹp luôn ạ. Khoác dù. Khoác lông nhá. Khoác lông này là dành cho bé 10kg này các mẹ này. 10-11kg nhá. 10-11kg này. Xả 110k nhá, xả 110k này. Mẹ nào lấy cái này comment lông cho em nhá, comment lông này. 10-11kg nhá. 10-11kg này, lông rất là đẹp luôn nhá. Mẹ nào lấy cái này comment lông cho em nhá. À, tình hình là các mẹ xả. Em xả áo phao áo khoác các mẹ không thích rồi, em không xả áo phao áo khoác nữa. Lông của Đặng Đức nhá. Ôi, đau lưng quá.
Dạ nhưng mà không mẹ nào thích ạ. À? Xả phao à? Xả phao được không á mẹ? Các mẹ có thích xả phao để em xả phao nào? Các mẹ có thích xả phao không ạ? À? 32 kg. Da xanh của chị Quyên Nguyễn này. Da xanh của chị Quyên Nguyễn này. 120. Phao nam nhá. Phao nam hay phao nữ đây ạ? À? Phao nam đây các mẹ này. Phao nam này là dành cho bé 14-15 kg nhá. 14-15 kg này, nam này rất là đẹp luôn này. 14-15 kg các mẹ nhá. Cực đẹp luôn, mẫu này em xả 160k này. Xả 160k, dù có dù nhưng mà rất là ít nên em chưa moi được đến cái dù ạ. Xả 160k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 16 ạ. Mã 16 nhá. Cái này là phao Quảng Châu, dày đẹp các mẹ nhá. Dày đẹp chưa này? Rất dày và đẹp nhá. Không có giá này đâu ạ. Giá này đợt trước của em là lấy vào 250k rồi đấy ạ. Lấy vào 250k rồi, xả 160k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment mã 16 lên cho em này. Mã 16 nhá. Đây đẹp chưa các mẹ này? Đẹp chưa? Ở đâu ra có cái này mã 16 này đẹp như thế này. Ở trong này rất là xinh luôn này. Đấy. Mã 16 nhá. Mã 16 này các mẹ này. Mã 16 ạ. Đồ hè tí nữa chị ơi. Áo phao màu sao nhá, áo phao sao này. Cái này là nam nữ đều mặc được các mẹ nhá. Nam nữ đều mặc được hết này. Xả 160k nhá. Xả 160k, mẫu này là dành cho bé 12-13 kg này. 12-13 kg nhá. 12-13 kg rất là xinh luôn ạ. Dạ xanh nam nữ, da xanh nam nữ đều mặc được chị Quyên Nguyễn ạ. 12-13 kg nhá, mẹ nào lấy cái này comment sao cho em nhá, comment sao này. Trà mi 16. Sao mà 160k. 16 là cái này. Mã 16 á chị Trà mi. Mã 16 này là của chị Trà mi nhá. À chị Trà mi lấy sao. Ờ chị Trà mi lấy cái sao đấy em. Chị Trà mi cho em xin số điện thoại ạ. Shopee em không có ạ. Rồi áo khoác này nhá các mẹ nhá. Áo phao béo này. Phao béo rất là đẹp luôn nhá. Phao béo này là dành cho bé 20kg các mẹ nhá. 20kg này. Cực xinh luôn. Mẫu này năm sau sẽ hot các mẹ nhá. Mẫu này năm sau sẽ hot này. Nhưng mà các mẹ biết năm sau sẽ hot cái mẫu này ạ. Mẫu này em xả 180k nhá. 180k này. Mẹ nào lấy cái này comment hồng, phao hồng cho em nhá. Phao hồng này 180k này. Mẹ nào lấy comment phao hồng cho em nhá. 180k thôi các mẹ ơi, 180k thôi ạ. Mẫu này người lớn là 140k đấy các mẹ nhá. Mẫu này người lớn là 450k, xin lỗi. Mẫu này người lớn đang là 450k đấy ạ. Trẻ con em xả mẫu này là 180k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao hồng cho em này. Comment phao hồng cho em nhá. Phao tím là cái nào? Chắc chị nhìn nhầm cái hồng thành cái tím. Em không biết Shopee em lập để. Em không biết gửi Shopee cơ. Hồng của Đỗ Huệ nhá. Hồng này cũng có cho bé 10. Hồng này cho bé cũng đang còn một cái hồng nữa nhá các mẹ nhá. Hồng này cho bé 20kg này. Hồng này cho bé 20kg này. 20kg cho chị Hồ Kiều My này. Hồ Kiều My nhá. Chị Hồ Kiều My cái hồng này.
Hồng rất là xinh các mẹ nhá. Xả bó hồng thì các mẹ mua cho bé rẻ rẻ này, các mẹ phải mua cho bé mấy cái ạ. Bỏ cái này em ghi vào mát ấy, em ghi vào cái mát áo ấy. Giống tím, đúng rồi. Cái đấy nó là hồng tím ạ. Cái này cũng có mất ship mấy đâu các mẹ. Cái này mất ship, ship em cũng chỉ lấy các mẹ 40-50 nghìn là nhiều. Nhưng mẹ nào nhiều lắm thì 50 nghìn. Đây này. Rồi một cái phao này, phao béo này cũng rất là đẹp nha các mẹ nhá. Màu đen này, màu đen nhá. Số lớn nhất là dành cho bé 25-27 kg này, 25-27 kg nhá các mẹ nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Comment đen cho em này. Phao này các mẹ nhìn rất là dày luôn ạ. Cực dày luôn nhá. Các mẹ nhìn cái phao này, dày lắm ạ. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Tốn có 5k. Mẫu này xả 180k các mẹ nhá. Xả 180k này, mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Comment đen cho em ạ. Xả 180k nhá, xả 180k thôi ạ. Có hàng hè nhá, có hàng hè đấy ạ. Rồi em like một ít hàng đông rồi em lại dai sang hàng hè nhá. Rồi cái mẫu này, khoác này cũng rất là đẹp này. Khoác bomber nhá. Các mẹ biết em mùa đông có phải thích hơn không nhỉ? Khoác bomber lót lông này. Bomber lót lông nhá. Mẫu này nam nữ đều mặc được các mẹ nhá. Nam nữ đều mặc được hết này. Cực đẹp luôn nhá, rất là xinh ạ. Mẫu này là dành cho bé 14kg nhá. 14kg đổ lại này. Rất là xinh các mẹ nhá. Mẫu này em xả 160k này. Xả 160k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đỏ cho em nhá. Comment đỏ này. Comment đỏ nhá. Comment đỏ cho em ạ. Tại vì cái Shopee này em không quen ấy, cho nên là em không có biết lầm. À, cái kia là bên bưu điện người ta đến nhà em người ta lấy luôn ấy thì nó tiện hơn ạ. Like sang ít mùa hè các mẹ nhá. Like ít mùa hè này. Đỏ 160k nha chị Hoang Lê. Đỏ 160k chị Hoang Lê nhá. Hồng Van có 16kg không? 16kg có mẫu, nhiều mẫu chị ơi. Áo sao nhá các mẹ nhá. Cái này dành cho bé 14kg này các mẹ này. 14kg đổ lại nhá các mẹ nhá. 14kg đổ lại xả 30k này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment sao cho em này. Mẹ nào lấy comment sao cho em nhá. Đau lưng lắm rồi. Shopee cũng lấy tận nhà. Rồi em sẽ nghiên cứu. Gấu cho bé 8kg các mẹ nha. Gấu cho bé 8kg này. Rất là xinh các mẹ này. Thế à? Cho bé 8kg nhá. Mẹ nào lấy cái này comment gấu nhá. Gấu 35k này. Gấu 35k. Tại vì chưa gửi quen ấy, nên là chưa dám gửi. Bao nhiêu năm rồi em cũng mới chỉ toàn dùng bưu điện thôi. Không có gửi Shopee bao giờ hết. Quần nhá, quần rất là xinh luôn này. Quần này là dành cho bé 20kg nhá các mẹ nhá. 20kg này. Rất là đẹp luôn nhá, xả 80k kèm đai các mẹ nhá. Xả 80k kèm đai này, 22kg nhá. 20-22kg này. Mẹ nào lấy cái này comment bò cho em nhá. Bò xả 80k. Bò xả 80k nhá các mẹ nhá. Chị Hồng Van lấy gấu ạ. À? Chị Hồng Van lấy gấu comment số điện thoại lên cho em nhá. Chân váy sọc cho bé 13-14kg ạ. 13-14kg nhá, 15kg cũng được các mẹ nhá. Mẫu này là xả 30k này, mẹ nào lấy cái này comment sọc nhá. À thế là đúng rồi, em cũng thấy ở chỗ em chưa chắc đã có đấy.
của em chủ yếu là họ toàn gửi bưu điện thôi. Mẹ nào lấy cái mẫu sọc đấy ạ? À? Mẹ nào lấy mẫu sọc comment sọc cho em nhé. Mẹ nào hôm nay có hỏi em một cái quần len này, mẹ nào nhận được hàng có hỏi em cái quần len này để mua tiếp này. Đây dành cho mẹ 20kg nhá. 20kg này các mẹ này rất là đẹp luôn nhá, xả 25k nhá. Chị Lưu Thị Mỹ Hạnh cho em xin số điện thoại ạ. Xả 25k này, mẹ nào lấy cái này comment quần len cho em nhá. Comment quần len cho em ạ. Đúng rồi, các mẹ mua tính ra phí cũng có nhiều đâu. Em cũng chỉ lấy các mẹ 35-40k thôi. Mẹ nào nhiều nhiều em lấy 40k, còn mẹ nào nhiều hẳn thì lấy 45-50k. Thế thôi, em cũng có lấy nhiều đâu mà. Còn phần còn lại là em cũng hỗ trợ ship các mẹ mà. Quần len của Quyên Nguyễn nhá. Áo cho bé này là bé 14kg nhá các mẹ nhá. 14kg này. 30k nhá, 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment trắng cho em nhá. Comment trắng này. Ồ, em phải cầm lên nó cái size đại thì em mới chọn được. Chuyển khoản trước á, mẹ nào mà chuyển khoản trước thì em lấy nhiều mà chuyển khoản trước thì em free ship. Áo hoa dành cho bé 14kg nhá các mẹ nhá. 14kg này rất là xinh luôn này. 14kg nhá. Mẫu này em xả 40k này. 40k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hoa cho em ạ. Chị Lưu Thị Mỹ Hạnh cho em xin số điện thoại nhá. Không trắng nhá, cái này là dành cho bé 17kg nhá các mẹ nhá. 16-17kg này rất là xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 35k này. Rồi ok chị Huỳnh Hoa Ngọc Dung. 35k em có Aribank, Vietinbank, MBBank. Đầm hoa hồng không biết luôn. Trắng của chị Huỳnh Hoa này 35k này. Quần bò nhá, bò này là dành cho bé 17kg, 18kg này rất là đẹp luôn này. 17-18kg nhá các mẹ nhá, bò nam đây ạ. Em xả mẫu này 80k nhá, xả mẫu này 80k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 80 nhá. Comment cho em mã 80 ạ. Bò đấy rất là đẹp luôn các mẹ ơi, bò Quảng Châu nhá, bò Quảng Châu rất là đẹp. Bánh kinh liên thông à? Bò của Hinh Hoa Ngọc chị Cu Tôm bị trả lại. Thế thì chị Cu Tôm gửi lại em đổi cho chị Cu Tôm nhá. Mã 80 Hinh Hoa Ngọc Dung. Mã 80 Ngọc... của San Mai nhá. Hinh Hoa Ngọc Dung cho em. Hinh Hoa Ngọc Dung ừ. Đây rất là xinh này các mẹ này, quần gấu nhá. Quần gấu này lại mang nhím ra nhà em ra khoe các mẹ này. 19kg nhá các mẹ nhá. 9kg nhím nhà em mặc vừa các mẹ này. 9-10kg rất là xinh luôn này. Mẫu này em xả 75k nhá, 75k này. Mẹ nào lấy cái này comment bò gấu cho em nhá. Comment bò gấu ạ. Chị Xoan Mai sau chị Huỳnh Hoa Ngọc Dung nhá. Quần bò gấu xả 75k nhá. Mẹ nào lấy comment bò gấu cho em nhá. 75 của Hân Trần nhá. Bò gấu kìa. Hân Trần bò gấu. Rồi cái này là dành cho bé 18kg nhá các mẹ nhá. 18kg này, rất là xinh luôn nhá. Em xả mẫu này 35k nhá. Chị Xoan Mai sau chị Huỳnh Hoa Ngọc Dung. Em nhìn thấy trước mà. Cái này mẹ nào lấy cái này comment tua cho em nhá. Tua xả 35k này. Em nào không có sai đâu. Tại vì không phải một mình em mà tất cả còn đang còn nhiều mẹ còn lại nữa cơ mà. Nhiều mẹ còn lại vẫn đang xem cơ mà. Tua của Nga Nguyên nhá. Nga Nguyên cho em xin số điện thoại ạ. Rồi cái mẫu này rất là xinh luôn này. Quần này mặc rất là thoải mái nhá. Khách ở cửa hàng em á rất là thích luôn.
quần dáng rộng mặc thoải mái. Cái này là dành cho bé này, là bé 18kg nhá các mẹ nhá, 18-20kg này, cực đẹp luôn nhá. Mẫu này em xả 60k này, xả 60k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment quần 60, quần 60 nhá các mẹ nhá. Các mẹ nhớ để ý mã em đọc các mẹ nhá, nhớ để ý mã em đọc ạ, quần 60 ạ. Áo này cũng rất là xinh luôn này. Comment quần 60 nhá các mẹ nhá, comment quần 60 cho em nhá. Quần 60 của chị Đặng Đức ạ. Rồi cái áo này là áo khoét, áo khoét vai nữa các mẹ này. Áo khoét vai này, rất là xinh. Chị Võ Hòa ơi, bưu điện gọi cho chị chưa chị Võ Hòa? Cái này là dành cho bé 22-23 ký đổ lại nhá. 22-23 ký đổ lại này. Em xả mẫu này 40k nhá. Xả mẫu này 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Comment đen cho em ạ. Chị, các chị yên tâm là chị nào lên cái là em đọc luôn nhá. Em không có đọc chị từ dưới em đọc lên đâu. Nhiều khi các mẹ nhìn máy các mẹ là các mẹ lên trước, nhưng mà máy em là mẹ nào lên trước là em đọc trước ạ. Comment đen nào, đen của mẹ nào ạ? Size to rồi đấy. Rồi chị, thế chị mai chị nhận hàng đen của em nhé. Anh Nguyên nhá. Các mẹ lưu ý là comment đúng cú pháp cho em nhé. Rồi áo 2 dây rất là xinh cho bé 10kg này, 9-10kg nhé các mẹ nhé. Rất là xinh luôn này, mẫu này em xả 20k nhé. Mẹ nào lấy cái này comment trắng, trắng chín cho em nhá. Trắng chín này, trắng chín nhá các mẹ nhá. Chín là 9kg đấy ạ. Ba mươi ký hơi khó đấy. Có hai cái trắng chín này, cái này nữa này em này. Chị Khoan Nguyễn một cái trắng chín ạ. Chị Trung Van một cái, em ở Thanh Hóa chị mắt ướt nhá. Rồi, một áo này là dành cho bé 10kg nhá các mẹ nhá. 10kg, 11kg này, xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment xanh cho em nhá. Xanh 30 này. Chị Phương Anh Nguyễn chưa chọn được gì à? Xanh 30 này. Ồ, like cái này nó là hàng giả nên là em cầm cái nào em like luôn cái đấy ạ. Những cái này đều là hàng lẻ size mà. Cái này là dành cho bé 9kg nhá. Mẹ nào lấy cái này comment xanh 9 cho em nhá. Comment xanh 9 cho em này. Xanh 9 30 này. Cái kia là xanh 11. Xanh 9 xanh 10 nhá. Xanh 9 xanh 10 xanh 11 này. Mẹ nào lấy mẫu này xanh nào thì comment xanh lên cho em nhá. Comment xanh kèm số ký bên cạnh luôn cho em ạ. Có đầm chị Lưu Thị Mỹ Hạnh nhá. Hoa các mẹ nhá. Ba lỗ hoa này. 30k xanh chín của chị Hương Văn, Hương Văn. Cái số 90 em ạ. Hồng Văn, Hồng Văn chứ, Hồng Văn. Ừ. Rồi áo nhá các mẹ nhá, ba lỗ cho bé này là bé 10kg nhá. 10kg này. Size nhỏ nhất là cho bé 10 11kg nhá các mẹ nhá. 10 11kg này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hoa cho em nhá. Comment hoa cho em này. Size lớn nhất là cho bé 16kg nhá. Comment hoa kèm số ký cho em. Từ 10 đến 16kg các mẹ nhá. Từ 10 đến 16kg này. Xả 30k này. Chất Quảng Châu các mẹ nhá, hàng Quảng Châu đấy ạ. Các mẹ comment cho em ba lỗ, comment hoa kèm số ký cho em nhá. Comment hoa kèm số ký ạ. Mẫu tiếp lên mẫu này nhá. Tiếp lên mẫu này là dành cho bé 20-22kg này. 20-22kg nhá. Mẫu này em xả 30k này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đỏ nhá. Comment đỏ các mẹ like, chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream nhá. Các mẹ nhớ là chia sẻ thì mới được cái giá em đang like nhá. Chia sẻ mới được giá em đang like đấy ạ. Không chia sẻ là sẽ cộng giá nhá. Cộng 20k một sản phẩm ạ. Chị Nga Nguyên đỏ ạ.
Quần cho bé này là bé 10kg, 10, 12kg nhá, 12kg đổ xuống này, 12, 13kg đổ xuống nhá. Xả 45k này, xả 45k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment quần nhá. Comment quần 45 này, quần 45 nhá. Ba lỗ không có mẹ nào lấy à? Đỏ hết rồi nhá. Còn một cái nơ này nốt này. Nơ nhiều quá mà toàn thấy nơ là nơ thôi. Nơ 18-19kg nhá các mẹ nhá. Xả nốt 30k này. Xả nốt 30k nhá. 18-19kg, 20kg cũng bon chen được nhá. 20kg đổ xuống ạ. 30k nhá, mẹ nào là cái này comment nơ nhá. Comment nơ cho em ạ. Nơ của Đặng Đức nha. Một áo cho bé này là bé 13kg nhá các mẹ nhá. Cho bé 13kg đổ xuống này. Mẫu này em xả 65k nhá. Xả 65k này. Mẹ nào lấy comment mã 13 cho em nhá. Comment mã 13 cho em ạ. Xả 65k. Nơ hết rồi nhá. Cái này là dành cho bé này là bé 15-16kg nhá, 15-16kg này. Mẫu này là len nhá, len rất là đẹp luôn các mẹ này. Chất dày lặn, dày dặn nhá. Mẫu này em xả 50k này. Mẹ nào lấy comment hồng cho em nhá. Hồng 17kg đổ xuống ạ. Mẹ nào lấy comment hồng cho em nhá. Mã 13 của Trần Hân nhá. Trần Hân. Mai em cho đơn nhé chị Trần Hân nhá. Hồng của Đặng Đức nhá. Chị Phan Mai mất mạng à. Các mẹ chia sẻ live stream cho em nhá. Chia sẻ live stream cho em nhá. Rồi mẫu này cực xinh luôn này. Đầm này là dành cho bé 14kg nhá các mẹ nhá. 14kg này. Mẫu này em xả 40k nhá. 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment đầm 40 nhá. Comment đầm 40 cho em ạ. Đây hai cái nhá, hai cái đều có đầm 40 ạ. Hồng hồng chị nào lên chưa em đọc trước ạ. Live sao rồi. Đầm của chị Đặng Đức ạ. Đúng mà chị ơi. Chị Lan Kim Dương đầm 40 kìa. Chị Lan Kim Dương comment số điện thoại cho em nhá. Chính xác, hồng là của chị Đặng Đức nha các mẹ nhá. Sau chị Đặng Đức là đến chị Thanh Lê. Xong rồi sau chị Thanh Lê là đến chị Hoang Lê nhá. Các mẹ yên tâm là em đọc đúng nha, em đọc chính xác luôn đấy ạ. Quần bò cho bé 30-35kg này. 30-35kg nha. Quần này rất là đẹp luôn các mẹ này. 30-35kg này rất là xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 65k nhá, xả 65k này. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Có xỉ chị Ngoan Trần nhá. Có xỉ ạ. Xả 65k nhá, mẹ nào lấy comment đen cho em ạ. Đấy, quần số to đấy các mẹ nhá. Đừng bảo em không like số to. Quần này là dành cho bé 20-22kg nhá. 20-22kg này. Mẫu này em cũng xả 65k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment sơn này. Sơn 65 này. Đen của Tuyết Linh nhá. Sơn 65k nhá. Đen của chị Tuyết Linh này. Sơ mi nhá các mẹ nhá. Sơ mi HM rất là đẹp luôn này. Sơ mi này là dành cho bé này, là bé 40kg ạ. Sơn của chị Hồ Kiều My. Alo, đang làm nhá. Sơn đây, à áo sơ mi đây các mẹ này. Sơ mi rất là đẹp luôn. Cho các mẹ 50kg. 50kg đổ lại các mẹ nhá. 50kg đổ lại này. Mẫu sơ mi này em xả 40k nhá. Sơ mi xả 40k này. Sơ mi rất là đẹp luôn. Xả 40k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment sơ mi cho em nhá. Chuyển khoản trước không mất ship.
Len rất là đẹp nhá. Len này là dành cho bé 25kg đổ lại các mẹ nhá. 25kg đổ lại này rất là đẹp luôn này. Em xả 70k nhá. Len dày dặn và đẹp lắm các mẹ nhá. Xả 70k này. Xả 70k nhá. 48kg mặc được chị Phạm Thu Hà. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 70 nhá. Mã 70 này. Yếm nhá. Mã 70 mẹ nào lấy ạ? À? Mẹ nào lấy mã 70. Cái len đen đấy. Chị Đặng Đức comment chưa đúng cú pháp đâu nhá. Rồi cái này là dành cho bé 9kg nhá mẹ nhá. 9kg rất là xinh luôn này. 9kg rất là xinh luôn nhá. Xả 70k nhá. Xả 70k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em. Cái này là set nhá. Comment set. Chị Đặng Đức ơi comment chưa đúng cú pháp đâu ạ. À? Cái len chị đang comment đấy là em báo là đen đấy. Chứ không phải là len đâu. 70k nhá, xả 70k cái set đấy, mẹ nào lấy set comment set cho em nhá. Váy suông á mẹ nhá, váy suông cho bé 13kg này. 13 14kg nhá, rất là đẹp luôn này. 13 14kg nhá. 9 là mã này đúng không? Không. Cái đấy là set. Rất là xinh luôn này. Mẫu này em xả 65k nhá. 65k này đầm đấy. Rất là xinh. Xả 65k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em nhá. Comment vàng này. Vàng 65k này. Ôi. Đặng Đức chứ. Đặng Đức chứ. Mẹ nào lấy vàng comment cho em nhá. Vàng. Vàng 65k. Bộ này rất là xinh luôn này. Đây bộ rất xinh các mẹ nhá. Bộ rất xinh luôn này. Có tai này. Có tai này. Có đuôi này. Ở đằng trước kéo khóa nhá các mẹ nhá. Đằng trước là kéo khóa này. Quần cực kỳ xinh các mẹ nhá. Quần cực kỳ xinh luôn này. Mẫu này là dành cho bé 14kg nhá các mẹ nhá. 14kg này. 14kg nhá các mẹ nhá. Mẫu này em xả 100k này. 100k một bộ rất là đẹp luôn ạ. Xả lỗ vốn 100k nhá. Xả lỗ vốn 100k này, mẹ nào lấy cái này comment mèo cho em nhá. Comment mèo này, xả lỗ vốn 100k rất là đẹp luôn ạ. Nam nữ đều mặc được cái mẫu đấy nhá các mẹ nhá. Mẫu đấy rất là cute. Xả 100k lỗ vốn này, mẹ nào lấy comment mèo cho em nhá. Comment mèo ạ. Chị Nhung Đào ơi, chị có cái hàng của em mà chị không lên, chị lấy đi. Để lâu lắm rồi đấy chị ạ. Len trắng nhá. Len trắng cho bé 13kg đổ lại các mẹ này. 13kg đổ lại nhá. Mẫu này em xả 60k này. Mẹ nào lấy comment trắng cho em nhá. Comment trắng nhá. Bún lộn. Các mẹ ơi chia sẻ cho em đi, các mẹ đâu hết rồi. Quần tất bi cho bé 20kg này. 20-22kg nhá các mẹ nhá. Xả 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment bi cho em nhá. Bi 30 này. Quần dành cho bé này là bé 14kg nhá. 14-15kg này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 14 nhá. Mã 14 này. 30 của Lan Kim Dương nhá. Lan Kim Dương. Chị Lan Kim Dương cho em xin số điện thoại ạ. Phong đẹp chưa này các mẹ này. Nhỏ đâu. Cũng to mà. Phong cho bé 9-10kg nhá các mẹ nhá.
90 ký khổ lắm, còn phải lấy nữa chị ạ. 90 ký này các mẹ này rất là xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 35k nhá. Xả 35k này. Mẹ nào lấy comment sao cho em nhá. Comment sao cho em này. Xả 35k này. Một phong cho bé nhá, phong đan dây này. Cho bé này là bé 25kg đổ xuống nhá. 25kg đổ xuống này. Mẫu này em xả 40k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment dây cho em này. Dây 40 này. Sao của chị Mon Mon nhá. Sao 40 này. Sao 35. Đầm này. Đầm này bị bẩn một chút rồi, rất là xinh luôn. Bị bẩn một chút này các mẹ về giặt nhá. Về giặt này, mẫu này em xả cho bé này là bé 13kg nhá. 13kg này. Mẫu này em xả 75k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đầm cho em nhá. Comment đầm này xả 75k về cho các mẹ giặt này. Ba hai ký có cho bé 32kg nhưng mà rất là hơi ít chị ạ. Cái này là đầm nhá các mẹ nhá. Đầm này là dành cho bé 14-15kg này. 14-15kg nhá, cổ tàu rất là xinh luôn này, kèm hai dây ở trong nhá. Mẫu này em xả 60k này. Xả 60k nhá, mẹ nào lấy cái em này comment cho em mã 60 ạ. Comment mã 60 cho em nhá. Đồ bé 30kg là đi mua cũng khó này, em lấy cũng khó các mẹ. Không phải có nhiều để dễ lấy đâu. Đầm cho bé 11kg nhá các mẹ nhá, 10-11kg này. Cực xinh luôn nhá, mẫu này em xả cho các mẹ 45k này. Xả 45k nhá, mẹ nào lấy cái này comment mã 45 cho em ạ. Comment mã 45 cho em nhá. Lên đầm hoa cho bé này là bé 11-12kg này. 12kg nhá các mẹ nhá, 12-13kg cũng bon chen được, rất là xinh luôn này. Mẫu này em xả 75k nhá. Xả 75k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em Dương nhá. Comment đầm hoa nhá, comment đầm hoa này. Đầm hoa này xả 75k này. 60 của chị Trà My của em cơ. Cái màu hồng ấy. Đầm này đây, đầm này cho bé 35kg đổ lại mặc vừa nhá. 35kg đổ lại mặc vừa đây này. Rất là xinh luôn nhá, rất là xinh luôn này. Em xả 75k nhá, xả 75k này. Mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em nhá. Comment hồng này, hồng 75k này. Hồng 75k nhá các mẹ nhá. Đầm này là dành cho bé 13-14kg này. 13-14kg nhá, cực kỳ xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 100k nhá. Đầm này xả 100k này. Đầm rất xinh nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hoa cho em này. 13-14kg các mẹ nhá. 13-14kg ạ. 100k mẹ nào lấy cái này comment hoa cho em ạ. Hồng của Trung Văn. Hồng hồng chưa? Hồng, hồng 75k của chị Trung Văn này. À, phao cho bé trai 9kg à. 9kg hơi khó đấy nhỉ. Rồi, đầm này rất là xinh luôn nhá. Đầm này là dành cho bé 14kg nhá các mẹ nhá. 13-14kg này. 10-14-18-24. Thương Ngọc Vi lấy 5 cái gì ạ? À, 5 cái đấy cùng một cái á. 5 cái mà cùng một mẫu thì không có chị nhá. Rồi, cái này là dành cho bé 14kg này các mẹ này. 13-14kg nhá. Mẫu này em cũng xả 75k này. 75k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em là comment chuồn chuồn nhá, cái này là chuồn chuồn này. Comment chuồn chuồn này. Rồi mẫu hồng hoa này của chị Bích Nhân Lam này. Hồng hoa này 100k. Áo cho mẹ, em làm gì có áo cho mẹ chị Nga Nguyên. Chị Loan Nguyên sau chưa ạ? Không vừa chị Như Nguyễn nhá. Cái đầm trắng này xinh như này các mẹ này. Đầm trắng này là dành cho bé 10
Nãy lại đồ đông mà chẳng thấy mẹ nào ý kiến gì. Cái này là dành cho bé 15kg nha các mẹ nhá. 15kg này, 15kg đổ lại các mẹ nhá, cực kỳ xinh luôn này. Mẫu này em xả 160k nhá. Xả 160k này. Mẹ nào lấy cái này comment trắng cho em nhá. Cái trắng này cực xinh, cực dễ thương luôn này. Xả 160k nhá, mẹ nào lấy comment trắng cho em ạ. Comment trắng. Các mẹ có thích like áo phao không? Like áo phao để em like xin chào áo phao ạ. Đầm đỏ này đẹp chưa này? Đầm đỏ này là dành cho bé 16kg nhá các mẹ nhá. 15-16kg này, cực kỳ xinh luôn này. 15-16kg nhá các mẹ nhá, rất là xinh và dễ thương này. Xả 160k nhá, xả 160k này. Mẹ nào lấy cái này comment hoa hồng cho em nhá, comment hoa hồng này. Còn đồ lẻ sai còn rất là nhiều. Lao phao mẹ có thích áo phao để em lao phao ạ. Đen đỏ là cái này. Thầm có cái nào đen đỏ. Đây là cái hoa hồng chứ mình chắc là đen đỏ. Lao phao tiếp nhá, phao nam hay phao nữ đây các mẹ thích phao nam phao nữ để em lấy ạ. Để em chọn phao rồi để em like. Áo len. Mẹ thì thích phao, mẹ thì thích áo len. Rồi có phao nam ạ. Lên phao nam nhá. Chị Tân Tỷ chọn luôn trên đây không? Phao nam các mẹ nhá, cái phao này là nam nữ đều mặc được này. Mẫu phao này là nam nữ đều mặc được hết nhá các mẹ nhá. Đây rất là đẹp luôn này. Cái này không khác gì công an bộ đội các kiểu ở. Cái này sáng phát sáng này cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái này là dành cho bé 20kg các mẹ nhá. 20-21kg này, 20-21kg nhá các mẹ nhá. 22kg cũng bon cho em được nhá, cực kỳ xinh luôn này. Phao phát sáng này các mẹ này, rất là đẹp nhá. Mẫu này là em xả 220k này. Mẫu này em xả 220k nhá, phao dày lắm. Dày dặn đẹp lắm nhá các mẹ nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao vàng nhá. Comment phao vàng cho em này. Comment phao vàng nhá. Xả 220k này. Phao phát sáng nhá các mẹ nhá. Phát sáng đằng sau này. Cực kỳ đẹp luôn này. Cái này có duy nhất một màu nhá các mẹ nhá. Duy nhất một màu này. Mẹ nào lấy cái này comment phao vàng nhá. Comment phao vàng cho em này. 220k. Xả 220k các mẹ nhá. Xả 220k này. Xả cái phao vàng là 220k các mẹ nhá. Cái này là lẻ với xỉ bằng nhau nhá. Rồi. Tiếp tục lên mẫu phao xanh này nhá. Phao xanh này mũ lông này rất là xinh luôn này. Phao xanh mũ lông cực kỳ xinh luôn nhá. Mẫu này là dành cho bé 18kg nhá các mẹ nhá. Phao xanh này là dành cho bé 18kg này. 18-19kg nhá. Xỉ lẻ bằng nhau các mẹ nhá. Xỉ lẻ bằng nhau, cái này là em đang xả rồi nhá. Xỉ lẻ bằng nhau này. Xả 200k nhá. Mẫu này em xả 200k này. Mẫu này của em là 280k, 290k đấy. Mà em xả rồi còn 200k này. Mẹ nào lấy cái này comment xanh cho em nhá. Comment phao xanh này. Cái này rất dày dặn nhá. Các mẹ về nhận hàng không đẹp trả lại cho em nhá. Nhận hàng không đẹp trả lại cho em nhá. Phao vàng của Tân Tịt nhá. Phao vàng của chị Tân Tịt này. Mẹ nào lấy cái này comment phao xanh cho em nhá. Phao xanh này. Phao xanh cực kỳ đẹp luôn nhá. Xả cái này mẫu này không rẻ. Không rẻ, không đẹp, không lấy tiền nhá. Không rẻ. Đảm bảo không đắt nhá. Mẹ nào lấy đắt con đắt thì trả lại em đền tiền gấp 3 lần nhá. Đắt trả lại em đền tiền gấp 3 lần nhá. Cái mẫu phao xanh của em có màu cam nhá.
Phao xanh của em là có màu cam này, có màu cam các mẹ nhá. Cái lông này của em thì bây giờ các mẹ bỏ ra thì nó mới, cái lông của nó mới đẹp được. Cái này em đang bỏ trong tải nhá, thì lông của nó không được đẹp lắm ạ. Đây nhá, phao cam này là dành cho bé 22kg đổ lại nhá, 22-23kg đổ lại này, 24kg cũng bon chen được các mẹ nhá, 24kg cũng mặc được này. Phao cam nhá, em xả 120k này, à 200k xin lỗi, phao cam này em xả 200k nhá các mẹ nhá. Các mẹ chia sẻ cho em nhá, phao dày dặn rất là đẹp luôn này, xả 200k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao cam cho em nhá. Phao cam đây, dày đẹp nhá các mẹ nhá, không dày không đẹp không lấy tiền ạ. Mẹ nào về nhận hàng mà không đẹp trả lại em nhá. Chị Nga Nguyên lấy cam này. Mẹ nào mà lấy hàng của em thì biết rồi ạ. Mẹ nào mua hàng của em từ đợt đông thì biết rồi nhá. Cái những cái hàng này của em tất cả ở trong đây là đều bằng phao lông vũ ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đây, đây là đang xả hàng nhá, xả hàng rồi nhá. Xả hàng rồi nên là các mẹ mới mua được cái giá rẻ như thế này nhá. Màu đen này là dành cho bé 17kg đổ lại các mẹ nhá. Màu đen này là dành cho bé 17kg đổ lại này. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Comment phao đen cho em này. 17kg đổ lại nhá. 17kg đổ lại này. Mẹ nào lấy comment phao đen cho em nhá. Phao đen này. Có áo nước ngọt đó. À nước ngọt. Không, nước ngọt chưa chị ơi. Phao đen nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao đen cho em nhá. 17kg đổ lại này. Màu rất là đẹp nhá. Chất dày dặn đấy. Cho các mẹ xem chất ở bên này. Chất này rất là mịn và dày đẹp nhá. Không mịn, không dày, không đẹp, không lấy tiền nhá. Đây, rất là dày và đẹp ạ. Không đẹp, không lấy tiền các mẹ nhá. Cực đẹp luôn, cực xinh luôn ạ. Pha vàng của em nó còn một cái cho bé 25kg này. Pha vàng em nó còn cho bé 25-27kg này. Rất là đẹp nhá, phát sáng đây các mẹ này. Phát sáng rất là đẹp nhá, giống như kiểu công an đấy. Đi ngoài đường rất là đẹp, giống như kiểu công an đấy ạ. Đây, rất là đẹp nhá, xả 220k nhá. Chất rất là đẹp nhá, có mẫu lông cho các mẹ xem ở ngoài nhá. 220k này. Mẹ nào lấy cái này comment phao vàng cho em nhá. Phao vàng xả 220k này. Mẹ nào lấy comment phao vàng cho em ạ. Comment phao vàng nhá các mẹ nhá. Phao vàng đấy thì nam nữ đều mặc được nhá, không phân biệt đâu ạ. Rồi phao đen này. Phao béo đen nhá các mẹ nhá. Phao béo đen này. Phao béo đen này là dành cho bé 25kg nhá. 25kg, 25-30kg đổ lại này. Size bé không biết là có còn không. Bé bao nhiêu ký nhà chị Trà My. Đây rất là xinh luôn nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đen cho em này. Đen xả 180k nhá. Mẹ nào lấy comment cho em. Cái này là đen 180 nhá. Mẹ nào lấy comment đen 180 cho em này. Đen 180 nhá. Mẫu phao bé này. Năm sau sẽ hot mẫu này. Các mẹ cứ tin em đi. Năm sau sẽ hot cái mẫu phao này đấy ạ. Mẹ nào lấy cái này comment cho em phao đen 180 nhá. Comment phao đen 180 cho em ạ. Cái phao đen đấy có cả màu hồng các mẹ nhá. Phao đen 180 có cả màu hồng. 11kg thì không vừa chị ạ. Màu hồng này là dành cho bé 14kg nhá các mẹ nhá. 13-14kg màu hồng đấy này. Màu hồng dành cho bé 13-14kg này. Màu hồng rất là xinh luôn nhá. Xả 180k tiếp cho bé màu. Bé nào 15kg màu hồng nhá. 15kg màu hồng này. Cực xinh luôn các mẹ nhá. 180k thôi ạ. Áo phao nào 180k các mẹ. Chẳng có một cái nào hết. Chỉ có em mới có xả như thế thôi ạ. 18kg có chị Hồng Vân nhá. 18kg có mẫu 18kg ạ. Đây lên phao xanh 17-18kg này. Lên phao xanh 17-18kg nhá. Xả 200k này. Mẹ nào lấy cái này comment phao xanh cho em nhá. Comment phao xanh cho em này. Xả 200k nhá các mẹ nhá. Chất rất là đẹp luôn. Cái khóa của này, cái này là khóa kín các mẹ này. Khóa kín, khóa hàng xịn là khóa kín đấy ạ. Không có hở một tí nào đâu nhá các mẹ nhá. Giống như khóa quả nhỏ đấy ạ. Phao hồng này đúng rồi chị Út Huệ. Lúc nãy chị lấy cho bé 20kg rồi. Mẹ nào lấy cái phao xanh này comment phao xanh cho em nhá. Comment phao xanh nhá, 200k thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Rồi lên cái mẫu phao tím này. Lên cái mẫu phao tím cho bé gái này. Mũ cực kỳ đẹp luôn nhá. Mũ rất là đẹp ạ. Phao tím này là dành cho bé 18kg nhá các mẹ nhá. 18kg này. Chị Tân Tịt lấy hồng này. 18kg nhá các mẹ nhá. Mẫu này em xả 160k này. Xả 160k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment tím cho em nhá. 18kg đổ xuống các mẹ nhá. Các mẹ comment tím cho em này.
xả 160k thôi ạ. Xả 160k nhá. Mẹ nào lấy comment tím cho em này. Các mẹ trong Nam bây giờ vẫn là mặc áo phao đấy các mẹ. Trong trong Tây Nguyên Đà Lạt đấy ạ. Vẫn mặc áo phao này. Mẹ nào lấy cái này comment tím cho em nhá. Comment tím cho em này. Xả 160k cho các mẹ ơi. Xả 160k áo phao dày đẹp nhá. Phao dày đẹp, phao Quảng Châu đấy ạ. Xả 160k nhá. Lên tiếp cái phao vàng lót lông này. Lên tiếp cái phao vàng lót lông các mẹ nhá. Phao vàng lót lông chất cực đẹp luôn này. Phao vàng hoa lót lông chất rất là đẹp nhá. Đây. Xanh chị Tân Tịp. Đây, phao vàng lót lông các mẹ nhá. Cho các mẹ xem lông này. Lông rất là đẹp nhá. Màu đen 18 ký bé trai á. 18 ký có màu đen cho bé 18 ký chị Hồng Vân ạ. Đây nhá, mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em nhá, comment vàng này. Phao vàng này em cũng xả 160k nhá. Tím có 11 ký chị Xuân Lê. Đợt trong năm chị cũng có chọn của em một cái rồi đấy chị Xuân Lê. Nhưng mà cái trong năm em tưởng là chị xả đây là em không có gửi cho chị ạ. Đây rồi, mẹ nào lấy cái này comment phao vàng cho em nhá. Phao vàng này rất là xinh luôn này. Xả 160k nhá. Xả 160k phao vàng lót lông này. Cho bé 18kg đổ xuống nhá các mẹ nhá. 18kg đổ xuống này cực kỳ xinh luôn. Đây các mẹ xem này, rất là dày luôn này. Đây các mẹ xem này, rất là dày và đẹp nhá các mẹ nhá. Hàng Quảng Châu nhá, không phải là hàng Việt Nam đâu các mẹ xem này. Đây nhá. Rồi, phao đen có 20kg chị ơi. Rồi mẫu này mẹ nào lấy phao vàng comment phao vàng cho em nhá. Comment phao vàng cho em. Phao vàng hoa này, comment phao vàng hoa nhá. Phao vàng hoa xả 160k này. Phao vàng hoa xả 160k nhá. Xả 160k có 18kg đổ xuống ạ. Còn phao vàng này là dành cho bé Thanh Lê nhá. Từ em. Phao vàng hoa nhá, phao vàng hoa chị Thanh Lê lấy phao vàng hay phao vàng hoa. Rồi cái mẫu này là phao vàng nhá. Mẫu này phao vàng 25-27kg đổ xuống này. Phao vàng hoa có size bé cho bé 10kg nhá. 9kg là bé nhất các mẹ nhá. Các mẹ comment cho em. Các mẹ comment cái phao vàng này. Phao vàng đây là phao vàng hoa nhá. Phao vàng hoa cho phân biệt với phao vàng đằng sau của em nhá. Đây là phao vàng hoa này. Comment phao vàng hoa cho em nhá. Em ghi cho chị à. Em ghi cho chị Xuân Lê cái phao tím đi. Phao tím 11kg. Đừng. Như vào túi báu. Xuân Lê phao tím 160. Và xong rồi bỏ vào tủ. Xuân Lê phao tím 11kg. Rồi phao vàng cho chị Thanh Lê nhá. Phao vàng hoa cho chị Thanh Lê này. Chị Hương Hana bao nhiêu ký nhỉ? Chị Hương Hana 22kg không vừa chị Hương Hana nhá. Phao vàng hoa có size bé các mẹ nhá. Phao vàng hoa có size bé. Cho chị Trà My phao vàng hoa 13kg. Chị Trà My phao vàng hoa 13kg này. Ở trong tủ ấy, nó bay. Phao cam nó còn rất nhiều các mẹ nhá. Rồi ok chị Thanh Lê. Phao cam em còn rất nhiều các mẹ nhá. Phao cam còn rất nhiều này. Chỉ 200k thôi các mẹ nhá. Chỉ 200k cái áo phao này thôi các mẹ này. Các mẹ mua để dành cho bé sang năm mặc nhá các mẹ nhá. Các mẹ miền Bắc thì mua để dành cho bé sang năm mặc này. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất cực kỳ đẹp nhá. Cái chất này em bao chất các mẹ nhá. Không đẹp, không đẹp thì các mẹ trả lại cho em nhá. Chất không đẹp các mẹ trả lại cho em nhá. Không đẹp em trả lại, em đền tiền gấp 10 lần luôn. Mẹ nào lấy phao cam comment phao cam cho em nhá. Em lên mẫu phao da này cực kỳ xinh luôn này. Mẫu phao da này em cũng xả cho các mẹ 230k nhá. Xả 230k này. Xuân Lê tí 11kg có chị Xuân Lê rồi nhá. Rồi ok chị Trà My. Có 13kg em đang ghi ra giấy cho chị rồi, tí nữa em lấy cho chị Trà My nhá. Có size cho bé 13kg chị yên tâm nhá. Rồi cái này là phao da các mẹ nhá. Phao da này các mẹ nhìn lông rất là đẹp nhá. Hàng xịn các mẹ nhá. Hàng xịn ạ. Hàng xịn hơn 500 của em đấy nhá. Giờ xả 230k này. Giờ xả 230k các mẹ nhá. Cái này là dành cho bé 20kg nhá các mẹ nhá. 20-21kg này các mẹ này. Rất là xinh luôn, 230k nhá. Phao dày đẹp, không dày không đẹp. Mà các mẹ nhận hàng cái như cái mẫu phao này của em nhá.
không đẹp các em sẽ trả lại tiền cho các mẹ nhá. Trả lại 10 lần tiền luôn này. Rất là đẹp luôn nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao ra cho em nhá. Comment phao ra này. Chất rất là đẹp các mẹ nhá. Chất rất là đẹp luôn này. Cái này là nam nữ đều mặc được nhá. Đây. Ở đằng sau cực kỳ xinh luôn này. Cực kỳ xinh luôn nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao ra cho em nhá. Comment phao ra cho em này. Phao da nam nữ đều mặc chị được chị Nga Nguyên ơi. Cái chất phao da đấy đẹp lắm. Em đã bán hết rồi. Cái này là em đang còn sót đấy. Bỏ sót chứ không mà trong Tết là bán được rồi. Đây phao đỏ nha các mẹ nhá. Phao đỏ này là dành cho bé. Size lớn nhất cũng dành cho bé 18kg nha các mẹ nhá. Lớn nhất cũng dành cho bé 18kg này. Rất là xinh luôn nhá. Mẫu cực kỳ xinh luôn này. Mẫu này em cũng xả 160k nha các mẹ nhá. Cũng xả 160k này. Mẹ nào lấy cái này comment phao đỏ nhá. Comment phao đỏ kèm số ghi cho em này. Xả 180k các mẹ. À 160k các mẹ nhá. Xin lỗi, xả 160k này. Mẹ nào lấy cái này comment phao đỏ cho em nhá. Hàng Quảng Châu 100% luôn. Chất cực đẹp nhá các mẹ nhá. Đây dày dặn lắm ạ. Các mẹ mua để dành cho bé sang năm mặc cũng được nhá. Năm tới ạ. Mùa đông năm tới mặc các mẹ nhá. Mùa đông năm tới mặc. Mua để dành đi. Là năm tới các mẹ không phải mua cho bé nữa ạ. Cùng bên cạnh cái màu phao đỏ đấy là có màu hồng các mẹ nhá. Bên cạnh phao đỏ là có màu phao màu hồng này. Phao màu hồng này cũng dành cho bé 18kg đổ xuống các mẹ nhá. 18kg đổ xuống này em xả 160k thôi nhá. Xả 160k này. Xả 160k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment phao hồng cho em nhá. Comment phao hồng này 160k thôi ạ. Cái chất cực kỳ đẹp luôn các mẹ nhá. 160k này mẹ nào lấy cái này comment phao hồng cho em nhá. Lên cái phao giản di nam này rất là đẹp này. 27kg á, 27kg chỉ có mẫu. Thứ nhất là có mẫu da này chị nhá. 27kg là có mẫu phao da này chị này. Mẫu phao da này là có size 27kg và mẫu phao vàng này có 27kg này chị này. Đấy, có mẫu phao vàng này, phao vàng phát sáng này. Đây rất là xinh luôn này. Đấy, phát sáng giống như là giống như những công an với lại bộ đội người ta thường hay mặc ấy ạ. Công an với cơ động ấy. Đây, pha vàng này nhá. Có size cho bé 27kg nhá. Chị Phạm Theo nhá, 27kg ạ. Cái mẫu này em xả 220k nhá. Rất là đẹp luôn. Mẫu phao da xả 230k. Lên mẫu phao giản di nhá các mẹ nhá. Lên mẫu phao giản di này cho bé 20kg này. 18-20kg các mẹ nhá. 18-20kg này. 18-20kg nhá. Mẫu này em xả 180k này. Xả 180k các mẹ nhá. Chất lông rất là đẹp luôn này. Mẹ nào lấy cái này comment dàn di cho em nhá. Hiện nay cái này dàn di này em đang còn cái size này là size cho bé 18kg ạ. Size cho bé 18kg nhá. Mẫu dàn di này nam nữ đều mặc được hết này các mẹ này. Nam nữ đều mặc được hết nhá. Xả 180k thôi ạ. Phao Quảng Châu rất là đẹp luôn nhá. Phao Quảng Châu rất là đẹp nhá. Xả 180k này. Đây hai lớp rất là dày dặn nhá các mẹ nhá. Không phải là hàng gia công, không phải là hàng xưởng nhá. Đây là hàng Quảng Châu các mẹ nhá. Hàng Quảng Châu, mẹ nào lấy cái này comment dàn di cho em nhá. Comment dàn di cho em ạ. Size 20kg á. Bao nhiêu tuổi nhờ chị Út Huệ? Cái dàn gì đấy với 20kg bao nhiêu tuổi ạ? Rồi ok chị. Cái phao vàng này là dành cho bé 19kg, 10kg này. 9, 10kg này. Rất là đẹp luôn. Phao vàng này em bán rất là chạy nhá. Ở cửa hàng em bán rất là chạy ạ. Hôm nay là em chỉ có nhường phao là chủ yếu thôi cho nên là áo hơn nỉ cho bé gái 15kg á. 5 tuổi, 6 tuổi à, 6 tuổi áo lớp 1. Có chịu được Út Huệ nhá, có đấy ạ. Lớn hơn thì không có, chứ bé thì có.
Bé trai 9 ký có phao dạ hay phao gió? 9 ký bao nhiêu tuổi nhờ chị Mon Mon ơi? Rồi ok chị Trà My. Em sửa lại cho chị Trà My cái câu đấy là 15 ký nhá. Thì hôm nay ưu tiên live phao mà. Này ưu tiên live phao cho nên là phao lượt giảm à, lượt xem có xuống thì cũng phải chịu thôi. Bảy tháng à. Để mai em tìm cho chị Mon Mon nhá. Đồ thập cẩm. Bộ liền này các mẹ này. Bộ liền nhá. Rất là xinh luôn này. Bộ liền này là dành cho bé này, là bé 10 ký nhá các mẹ nhá. 9 10 ký này cực kỳ xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 50k nhá. Xả 50k body này. Mẹ nào lấy comment body cho em nhá. Comment body cho em này. Xả 50k nhá. Xả 50k body này. 9 10 ký các mẹ nhá. 9 10 ký này. Nhưng em mặc mấy bộ rồi, nhiều quá rồi, em phải mang đi bán bớt đi. 90 ký này mẹ nào lấy comment body cho em nhá. Body còn 3 bộ à. Body em còn 3 bộ nhá, mẹ nào lấy comment body cho em này. Xả đấy ạ, xả mới có giá đấy các mẹ nhá. Bộ này tiếp còn một bộ này nhá, bộ này là dành cho bé 9 ký các mẹ nhá. 9 ký, 9 ký rưỡi này. 9 ký, 9 ký rưỡi nhá các mẹ nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này em xả 80k nhá. Xả 80k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 80 nhá. Bộ này cực dày luôn các mẹ nhá. Cực dày luôn ạ. Mã 80 nhá, 80k này. Xả đấy các mẹ ơi, hơn 200k mà bán còn 80k thôi đấy ạ. Xả nhá các mẹ nhá. Comment cho em mã 80 này. Mã 80 ạ. Khó lắm, những cái đồ lớn đấy có khó lắm. Chị Loan Nguyễn hôm trước hình như có lấy của em một bộ đồ đúng không? Bộ cho bé 27kg các mẹ nhá. 27kg, 28kg đổ xuống này. Xả 90k nhá. 90k một bộ này. Đây rất là đẹp luôn này. Mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em nhá. Hồng 90 này. Comment hồng 90 cho em nhá. Hồng rất là xinh luôn này. Comment hồng 90 cho em ạ. Chất cực đẹp các mẹ nhá. Chất rất là đẹp luôn. Hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu mẫu này em xả 90k này. Mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em nhá. Hồng 90 này. Len này là dành cho bé 18-19kg nhá các mẹ nhá. 18-19kg này, mẫu này em xả 85k nhá. Xả 85k. Chắc là do mạng bên chị đấy chị Xuân Mai. Nãy giờ mọi người xem đều được mà. 20kg có size cho bé 20kg chị Hương Anna nhá. Mẹ nào lấy cái mẫu này comment sọc cho em nhá. Sọc 85k các mẹ nhá. Sọc 85k. Áo dành cho bé này là bé 11-12kg nhá các mẹ nhá. 11-12kg này. Mẫu này em xả 35k nhá. Xả 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment bi cho em nhá. Comment bi cho em này. Bi 35 này. Áo dành cho bé, áo nhện hồng nhá. Hồng 90 của Dung Nguyên nhá. Hồng 90 của chị Dung Nguyên. Chị Dung Nguyên comment số điện thoại lên cho em nhá. Phao da đen có 16kg. Có chị Nhung Đào ơi, có. Sọc 20, 21kg chị nhá. Chị Xuân Lê nhá. Rồi cái nhện này. Bi của Trung Văn nhá. Nhện này là dành cho bé 15kg nhá các mẹ nhá. 15kg này cực kỳ xinh luôn nhá. Xả 40k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment nhện nhá. Comment nhện cho em các mẹ ơi. Chia sẻ lại livestream cho em đi ạ.
Mẹ nào đã chia sẻ livestream rồi thì giờ chia sẻ lại cho em đi nhá. Chia sẻ lại livestream cho em đi ạ. Cảm ơn trước các mẹ đã chia sẻ livestream cho em nhá. Xong các mẹ chia sẻ lại cho em đi ạ. Rồi sơ mi này là dành cho bé 14 ký nhá các mẹ nhá. Dành cho bé 14 ký này, mẫu này em xả 70k nhá. 70k sơ mi này. 70k nhá, mẹ nào lấy cái này comment sơ mi cho em nhá. Comment sơ mi cho em này, xả 70k nhá. Nhiệt 40. Chị nào đấy? Nhắc chị gì? Chị Dung Nguyên ơi, con bật số điện thoại lên cho em đi ạ. Cho chị đặng. Chị còn một cái nhện nữa cho bé 15 ký nhá. Còn một cái nhện cho bé 15 ký này, mẹ nào nốt này. Này mẹ nào nốt cái nhện này này. Nhện 40k các mẹ nhá. Mẹ nào nốt nhện đi ạ. Mẹ nào nốt nhện đi nhá. Các mẹ chia sẻ lại livestream cho em đi ạ. Chưa thấy mẹ nào chia sẻ lại cho em đâu. Các mẹ chia sẻ lại cho em nhá. Chia sẻ lại cho em để em like tiếp sang hàng mùa hè này. Cho bé 17 ký nhá các mẹ nhá. Áo cho bé 17 ký này rất là xinh luôn này. Em xả 45k nhá. Xả 45k áo này. Mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em nhá. Chị Dung Nguyên comment số điện thoại lên cho em đi chị Dung Nguyên ơi. Chị Đặng Đức có rồi nhá. Chị Dung Nguyên comment số điện thoại lên cho em đi ạ. Comment số điện thoại lên để em biết để em chốt đơn cho chị chứ ạ. Rồi cảm ơn chị Nga Nguyên nhá. Huynh Hoa Ngọc Dung nhá. Chị Huynh Hoa Ngọc Dung được vàng nhá. Đây bộ này. Một bộ này là dành cho bé 11 ký nhá. 11 ký này. Rồi cảm ơn chị Hằng Trần. 11 ký nhá các mẹ nhá. Rất là xinh luôn này, rất là xinh luôn nhá. Xả nốt 65k còn lại nhá. Xả nốt 65k còn lại nhá. Mẹ nào lấy cái này comment chữ cho em nhá. Comment chữ này, xả nốt 65k còn lại nhá. Mẹ nào lấy comment chữ cho em này. Chị Hương Hana sau chứ. Rồi cảm ơn chị Trương Mỹ Hạnh. Nhận được hàng cho chị Hạnh ơi. Rồi bộ này. Bộ nhá các mẹ nhá. Bộ cách tân nam này. Bộ cách tân nam nhá các mẹ nhá. Cách tân nam này là dành cho bé 11 ký nhá. Size nhỏ nhất là dành cho bé 11-12 ký nhá. Có quần nhá các mẹ nhá. Kèm quần này. Em xả mẫu này là 50k nhá. Xả 50k này. Mẹ nào lấy cái này comment cách tân cho em nhá. Comment cách tân cho em này. Xả 50k nhá. 5-6 ký không có chị ơi. Chị nào vừa lấy bộ, chị Thiên Bảo lấy bộ à? Chị Thiên Bảo lấy cái bộ chữ đúng không ạ? Không có mẹ nào comment chữ thì cái bộ chữ đấy là của chị Thiên Bảo nhá. Chị Thiên Bảo comment số điện thoại lên cho em nhé. Chị Thiên Bảo ơi. Chữ của chị Dung Nguyên. Chữ của chị Dung Nguyên này. Rồi ok chị Dung Nguyên, chữ của chị Dung Nguyên nhá. Dung Nguyên cho chị số điện thoại ạ. Đây set nhá các mẹ nhá, lên set này. Set này em xả 60k nhá các mẹ nhá. Xả 60k này. Set đầm nhá, set đầm này. Cách tân là rồi, đợi em một chút chị nhá. Set đầm này. À chị Thiên Bảo ơi, lại chuyển cái chữ sang cho chị Dung Nguyên này. Tí nữa còn chữ cho chị Thiên Bảo một cái. Đây nhá. Mẫu này rất là đẹp luôn này. Mẫu này rất là đẹp nhá các mẹ nhá. Bị phản ánh sáng nên là hơi tối một tí. Em ngồi về đằng trước cái đèn. Đây rất là xinh nhá, cái kèm đai á các mẹ nhá, kèm đai này. Cái này là dành cho bé 12 13 ký nhá. 12 13 ký này, 14 ký cũng bon chen được, rất là đẹp nhá. Xả 60k này. Mẹ nào lấy cái này comment set cho em nhá. 20 ký còn chị Hương Hana. Mẹ nào lấy comment set cho em này, set xả 60k nhá. 20 ký còn rất là nhiều. Cái này là len sọc này chị Hương Hana này, còn len sọc xả 85 này. Len thổ len hoa văn thổ cẩm xả 80. Cách tân đây nhá, cách tân xả 50k này, đẹp lắm này.
Cách Tân Nam xả 50k này, các mẹ này kèm quần nhá. Kèm quần này, kèm quần nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cách Tân cho em nhá. Comment cách Tân cho em nhá. Rồi ok chị Duyên bảo. Mẹ nào lấy comment cách Tân cho em này. Cách Tân rất là đẹp luôn ạ. Bộ chữ 15kg á, bộ chữ không có còn cơ chị ạ. Bộ này rất là đẹp nhá, bộ cánh này. Bộ cánh này là dành cho bé 9kg này các mẹ này. 9kg nhá, 9-10kg rất là xinh luôn. Đây quần cũng rất là xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 70k nhá, 70k này. Mẹ nào lấy cái này comment bộ đỏ cho em nhá. Bộ đỏ 70 này. Bộ đỏ rất là xinh các mẹ nhá. Bộ đỏ 70 này. Mẹ nào lấy comment bộ đỏ cho em nhá. Bộ đỏ xả 70k. Áo 3D các mẹ nhá. Áo 3D này là dành cho bé 22-24kg đổ xuống nhá. 22-24kg đổ xuống này. Xả 35k nhá, xả 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em 3D nhá. Comment 3D cho em này. Xả 35k nhá. Xả 35k này. Sao đây lại còn cái set này đây. Lấy 3D của chị Vinh Hoa Ngọc Dung nhá. Set này các mẹ này, set rất là đẹp luôn này. Set nhá. 3D còn một cái nữa để cho xem rồi có vừa cho chị Đạo Đức không nào. Cho chị Đạo Đức một cái 3D này. Bằng size luôn ạ. Màu đỏ nào nhà chị Dung Nguyên. Lấy bộ đỏ á. Bộ đỏ á chị Dung Nguyên. Các mẹ này, chân váy nhá, chân váy đuôi cá này cực xinh luôn này. Áo nhá. Chết sợ áo lại bị bẩn một chút ở đâu rồi. Áo ren này cực xinh luôn cho bé 20kg các mẹ nhá. 20kg này. Về cho các mẹ giặt nhá, bị một chút xíu bẩn thôi ạ, một tí thì ti bẩn, rách túi. Xả 70k nhá. Xả 70k này. Mẹ nào lấy cái này comment set 70 nhá, set 70 ạ. Comment set 70 lên cho em nhé, về giặt này. Cái hàng này 100k đây. Mà xả để cho các mẹ về giặt cho em đấy. Comment set 70 nhá. Comment set 70 lên cho em ạ. Chị bé Nguyễn cho em xin số điện thoại ạ. Chị bé Nguyễn comment số điện thoại lên cho em nhé. Đây cái áo hoa này rất là xinh luôn này. Áo trắng kèm hoa nhá. Áo trắng kèm bông hoa này cực đẹp luôn nhá. Cái mẫu này là dành cho bé 15kg nhá. 15-16kg này các mẹ này. Xả 35k nhá. Xả 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment trắng nhá. Comment trắng này. Xả 35k này. Chị Dung Nguyên ok cái gì đây? Chị Dung Nguyên ok là lấy cái bộ màu đỏ 70k. Ừ. Áo này là dành cho bé 5-6kg này. 5-6kg nhá các mẹ nhá. Xả 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment hồng nhá. Comment hồng này. Trắng 35 chị Trương Mỹ Hạnh ạ. Của Trương Văn nhá. Trương Mỹ Hạnh. Chị Trương Mỹ Hạnh trên đầu cho em. Trắng của chị Trương Mỹ Hạnh nhá.
Trắng thè em, chị trắng tao đùng ơi. Trắng không giấu thôi. Thế chị Trung Văn cũng trắng không trang không giấu. Chị Bé Nguyễn để lại số điện thoại xin em đi ạ. Còn chị Hồ Kiều My ơi, chị Bé Nguyễn con bật số điện thoại lên cho em nhé. Hồng của chị Đặng Đức này, Hồng 30k của chị Đặng Đức ạ. Rồi sơ mi trắng này, sơ mi trắng rất là xinh luôn ạ. Sơ mi trắng này là dành cho bé 10kg nhá các mẹ nhá. 10kg này cực xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 60k này, xả 60k nốt nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em sơ mi nhá. Sơ mi xả nốt 60k này. Sơ mi xả nốt 60k. Đầm xinh lắm. Sơ mi trắng của Thủy nhá. Đâu em? À ừ, đúng rồi. Mấy cái áo tuổi mà anh xuống thì chị lại nốt trên đầu em ấy. Tua cơ mà, tua bên cạnh. Đấy, rất là đẹp các mẹ nhá. Mẫu này cực xinh cho bé 15kg nhá. 14-15kg này. Mẫu này em xả 40k nhá, xả 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 40 nhá. Mã 40 này. Chị Bé Nguyễn con bật số điện thoại lên cho em đi chị Bé Nguyễn ơi. Con bật số điện thoại lên cho em đi ạ. Rồi mẫu tua này nha, tua rất xinh luôn cho bé 16kg nha các mẹ nha. 16kg này, mẫu này em xả 45k nha, xả 45k này. Mẹ nào lấy cái này con bật tua cho em nha. Con bật tua này, chị Trương Mỹ Hạnh mã 40. Mẹ nào lấy con bật tua cho em ạ. Tua 45k xả các mẹ nhá. Chị Xuân Lê á, sơ mi trắng em không thấy chị comment sơ mi trắng lên đâu. Chị Xuân Lê sau chị Thủy này. Sơ mi trắng sau chị Thủy. Hồng 40 hết rồi. Còn bây giờ là còn tua nhá các mẹ nhá. Quần vải sơn này, quần sơn này. Quần sơn này là dành cho bé 25-27kg nhá. 25-27kg này. Mẫu này em xả 60k nhá. Xả 60k này, mẫu này rất là xinh luôn này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 60 nhá. Comment mã 60 cho em này. Hết cái sơ mi trắng đấy rồi chị ơi. Mã 40 này. Sơ mi trắng 18kg nhá. Sơ mi trắng là của chị Thủy nhá. Mã 40 em ghi rồi mà. Mã 60 của chị Đặng Đức, quần màu xanh. Áo cho bé này là bé 5-6kg nhá, 6kg này. 6kg các mẹ nhá, 6kg đổ xuống này rất là xinh luôn này, xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment ghi cho em nhá. Ghi 30 này. Bộ này là dành cho bé 13kg nhá các mẹ nhá. 13kg bộ cánh này rất là đẹp luôn này. 13kg nhá. Quần rất là xinh luôn này, quần rất là đẹp nhá các mẹ nhá. Xả nốt 70k này, mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 13 nào. Comment mã 13 cho em ạ. Đúng rồi, hai chị đấy bằng mười bạn nhau. Áo mã 40 á, chị Phạm Hình không có. Không có chị Phạm Hình lên đâu nhá. Của chị Trương Mỹ Hạnh mã 40 rồi, chị Phạm Hình em không thấy chị Phạm Hình hiện lên. Chị Phạm Hình sau mấy mẹ cơ. Sau chị Thiên Bảo nữa. Rồi bộ cánh này cho bé à, đây là bộ hổ nhá. Bộ hổ này là dành cho bé 10kg này, 9-10kg các mẹ nhá. 9-10kg này rất là xinh luôn này. 9-10kg nhá. Bộ hổ xả nốt 70k này, chất rất là đẹp các mẹ nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em hổ nhá, comment hổ này. Hổ xả 70k các mẹ nhá, rất là đẹp luôn ạ. Mẹ nào lấy comment cho em hổ nhá.
Đây áo này rất là xinh luôn, áo dáng váy các mẹ nhá. Cái này là dành cho bé 15-16kg nhá các mẹ nhá. 15-16kg này cực xinh luôn nhá. Mẫu này em xả 45k nhá. 45k này mẹ nào lấy comment trắng đỏ nhá. Comment trắng đỏ 45 này. Trắng đỏ 45 ạ. Đầm rất xinh nhá. Đầm này rất xinh luôn này, ở đường sau này, cực đẹp nhá. Đầm này là dành cho bé 11-12kg này. 11-12kg nhá các mẹ nhá. Xả 50k này. Trắng đỏ của Đặng Đức nhá. Xả 50k nhá, mẹ nào lấy cái này có mình đầm vàng nhá. Có mình đầm vàng này. Đầm vàng 50 nhá. Đầm dây này là dành cho bé 12-13kg nhá. 12-13kg này. Đầm vàng của Xuân Lê nhá. 12-13kg xả 60k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đầm hồng nhá. Đầm hồng 60 này. Đầm hồng xả 60k các mẹ nhá. Trắng đỏ của chị Đặng Đức. Một áo cho bé 9kg nhá. Đầm hồng của chị Hai Phi nhá, một áo cho bé 9kg này. Rất xinh nhá các mẹ nhá, rất xinh luôn này. Xả 30k nhá, mẹ nào lấy cái này comment phông trắng nhá. Phông trắng 30 này. Áo sọc nhá. Sọc cho bé 11-12kg này. 11-12kg nhá các mẹ nhá. Xả nốt cái này 50k này. Mẹ nào lấy cái này comment sọc cho em nhá. Comment sọc này, xả nốt 50k này. Trắng đỏ của chị Đặng Đức rồi. Trời của mình mà cứ hỏi mãi. Phong trắng của chị. Phong trắng của chị. Ôi trời ơi. Ngốc vô tình, ngốc và ngốc. Sọc của chị Trà My nhá. Chị ngốc vô tình, ngốc và ngốc. Comment số điện thoại cho em nhá. Chấm bi này rất là xinh luôn này. Chấm bi này là dành cho bé 9-10kg nhá các mẹ nhá. 9-10kg này. Xả 35k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em. Comment bi nhá, comment bi này. Bi 35 này. Chị Trà My comment số điện thoại lên cho em nhé, chị Trà My nhá. Ngốc vô tình, ngốc bằng ngốc kìa. Không trắng. Bi kìa. Bi của Đặng Đức nhá. Bi của chị Hồng Van. Em ghi đi. Của chị Hồng Van một cái, chị Đặng Đức một cái. À comment bi thôi, chị Đặng Đức trước này. Chị Hồng Van comment sai phương pháp. Đặng Đức, Khoan Nguyễn, Trung Van. Bi 35. Đặng Đức, Khoan Nguyễn, Trung Văn, ba người ba cái. Trà My có đơn rồi á? Chị Trà My này là Trà My nào nhỉ? Em cũng chưa biết chị Trà My này cơ. Em chưa biết chị Trà My cơ chị ơi. Quần nhá, quần cho bé này là bé quần tất này. Cho bé 25kg nhá các mẹ nhá, 25kg này. Xả 30k nhá, mẹ nào lấy cái này comment nơ cho em nhá. 22kg không vừa. Comment nơ cho em nhá. Có mấy cái? Có 4 cái. Ờ.
Chị Trà mua mi mua áo phao vàng. Ôi thế chị Trà mi comment lại số điện thoại cho em đi, tại vì nhà em có hai. À, rồi chị Trà mi đấy em nhớ rồi. Rồi. Tại vì có hai chị Trà mi. Chị kia là chị Trà mi không giấu, còn chị Trà mi có giấu. Rồi một áo Mickey nhá. Áo Mickey này là dành cho bé 13 kg nhá các mẹ nhá. 13 kg này rất là xinh luôn này, bộ này. Xả 45k nhá, xả 45k này. 13 14 kg các mẹ nhá. 13 14 kg xả 45k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em bộ vàng nhá. Comment bộ vàng cho em này. Quần tất nhá, quần tất này là dành cho bé 16 kg nhá các mẹ nhá. 15 16 kg này rất là xinh luôn nhá. Xả 30k này. Xả 30k nhá, mẹ nào lấy cái này comment nơ 30 nhá, comment nơ 30 này. Nơ 30 nhá. Ship 30k trên 3 sản phẩm chị Tuyết Trinh nhá. Em ở Thanh Hóa, chị Linh Nguyên nhá. Rồi quần đùi này, quần đùi rất là đẹp luôn, quần đùi này rất là nhiều khách nhà em mặc rồi nhá, xuất sinh luôn ạ. Quần đùi này là dành cho bé 17 kg nhá các mẹ nhá. 15 17 kg này, mẫu này em xả 45k nhá. 45k này, hình có Mickey này. Còn bò nhăn đấy. Hình Mickey này xả 45k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment bò 45 nhá. Comment bò 45 cho em ạ. Sót bộ hổ này cho bé 13 kg này, 12 13 kg này. 12 13 kg. Bò 45 của chị Hai Phi nhá. Mẹ nào lấy cái này comment hổ cho em nhá, hổ xả 70 này. Hổ xả 70 các mẹ nhá, hổ rất là xinh luôn này. Hổ rất xinh nhá. Bộ vàng của chị Tuyết Trinh comment số điện thoại cho em nhá, chị Tuyết Trinh nhá. Bộ hổ này mẹ nào lấy cái này comment bộ hổ cho em nhá. Bộ hổ xả 70 ạ. Quần cho bé 13 kg nhá các mẹ nhá, quần cho bé 13 kg này. Mẹ nào lấy cái này comment quần 13 cho em nhá. Quần 13 này. Quần 13 nhá. 45k này. Đây là bộ hổ. Bộ hổ có đặng đất nhá. Cái này là quần 14 nhá, quần 14 này. Cái kia là quần 13, quần cái này là 14 kg, cái kia là 13 kg nhá. Mẹ nào lấy cái này comment quần 14 cho em nhá. Quần 14 này 45k này. Quần 13 của chị Khuê Minh. Yếm các mẹ nhá. Yếm bò này. Yếm bò cho bé 90 kg nhá các mẹ nhá. 90 kg này rất là xinh luôn này. Yếm bò xả 50k nhá, mẹ nào lấy cái này comment yếm cho em này. Comment yếm nhá, yếm xả 50k này. Rất là xinh luôn các mẹ nhá, còn một cái duy nhất thôi ạ. Mẹ nào lấy comment yếm cho em nhá, yếm xả 50k này. Yếm là của chị Hải Phi nhá, các mẹ ơi comment đúng cú pháp em nhá. Chị Hải Phi đúng cú pháp nhất ạ, chị Hải Phi đúng cú pháp nhất. Nhất là chị Yếm nha. Rồi. Áo sọc này là dành cho bé này là bé 13 14 kg nhá các mẹ nhá. 13 14 kg này xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment sọc hoa nhá, comment sọc hoa này. Sọc hoa 30 ạ. Sọc hoa 30 các mẹ nhá, sọc hoa 30 ạ. Sọc hoa của chị Hai Phi nhá. Rồi tiếp lên áo này, áo dáng váy các mẹ nhá, áo dáng váy, áo xòe đấy nhá. Cái này là dành cho bé 13 kg nhá các mẹ nhá. 12 13 kg này, mẫu này em xả 45k nhá. 45k này, mẹ nào lấy cái này comment trắng hoa nhá. Trắng hoa 45k, cái này chất mát, chất rất là đẹp luôn ạ. Chất mát cực đẹp luôn các mẹ nhá. Comment trắng hoa cho em nhá.
Trắng hoa em xả 45k rất là đẹp luôn ạ. Trắng hoa của hàng Thúy Phạm nhá. Chị hàng Thúy Phạm trắng hoa nhá. Cái đầm này là dành cho bé 11-12kg này các mẹ này. 11-12kg nhá. Mẫu này em xả cho các mẹ là 60k này. 60k nhá. Đầm là mặc rất là mát luôn ạ. Mẹ nào lấy cái này có mận đầm hoa nhá. Đầm hoa xả 60k các mẹ ạ. Đầm hoa xả 60k nhá. Cái áo đấy thiếu à. Không nhớ luôn. Đầm hoa của Khoảng Lặng nhá. Chị Khoảng Lặng cho em chị số điện thoại ạ. Chị Khoảng Lặng có mận số điện thoại cho em nhá. Cái áo sọc đấy đẹp nhờ chị. Đẹp nhờ chị Trương. Trương gì nhỉ? Trương Mỹ Hạnh nhỉ? Chất đẹp, mát. Cái này là dành cho bé 11kg nhá. 11kg này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này có mần thỏ nhá. Thỏ 30 này. Chị Khoảng Lặng có mần số điện thoại cho em nhá. Bộ hổ cho bé 7 tạ. Cho bé 9kg nhá các mẹ nhá. 9kg đổ lại này. Rất là xinh luôn. Của Dương Nhật Linh nhá, để lại số điện thoại cho em ạ. Chị Dương Nhật Linh có mần số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp luôn này. 9kg nhá các mẹ nhá, 9kg này. Xả 45k nhá, xả 45k này. Mẹ nào lấy cái này có mần cho em bộ hổ nhá. Có mần bộ hổ này. Xả 45k này. Chị Khoảng Lặng có mần số điện thoại lên cho em đi. Chị Khoảng Lặng ơi. Bộ hổ của chị Trà My. Rồi áo này rất là đẹp nhá. Áo này là dành cho bé này là bé 10kg nhá. 10kg đổ xuống này. 35k xả nhá. 35k xả này. Mày nào lấy cái này con mần mèo nhá. Con mần mèo này. Mèo 35 này. Hai mươi ký không có chị ơi. Bộ hai dây à, bộ này, bộ dây này rất là xinh luôn nhá. Bộ dây này là dành cho bé 9-10kg này. 9-10kg nhá, 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em bộ hồng nhá. Comment bộ hồng cho em này, 40k này. 40k rất là đẹp luôn ạ. Nhím nhà em có mặc mấy bộ rồi. 40k nhá, mẹ nào lấy comment bộ hồng cho em này, 40k này. Bộ hồng của chị Thảo Tuyên nhá. Áo gấu cho bé này là bé 13kg nhá các mẹ nhá. 13kg đổ xuống này, xả 35k nhá. Xả 35k này, mẹ nào lấy cái này comment gấu nhá. Comment gấu cho em ạ. Gấu 35 nhá. Chị Khoảng Lặng comment số điện thoại cho em đi ạ. Chị Khoảng Lặng không comment là em chuyển cái của chị về cho chị khác nhá. Gấu của chị Dương Nhật Linh nhá. Đầm cho bé 10-15kg nhá các mẹ nhá. Đầm cho bé 14-15kg này rất là xinh luôn này. Xả 90k nhá. Xả 90k này đầm công chúa nhá. Xả 90k nhá. Mẹ nào lấy cái này có mần mã 90 cho em nhá. Có mần mã 90 cho em ạ. Dạ bé trai á. Rồi em mà giờ lai dạ nữa thì chết toi. Các mẹ chạy mất dép hết chị ạ. Ôi cho em phải like xả tháng, cả tháng. Áo nha, lên tiếp áo này. Lên tiếp áo nha, áo này rất là đẹp luôn. Áo này là áo chế vai các mẹ nha. Áo chế vai này. Chế vai các mẹ nhá. Cái này là dành cho bé 20-22kg này.
2022 ký nhá các mẹ nhá. Xả 40 này. Xả 40 này. Mẹ nào lấy cái này comment mã 22 cho em nhá. Mã 2240 ạ. Số điện thoại của chị khoảng lặng thì em kìa. Áo dành cho bé 9 ký nhá các mẹ nhá. 9 10 ký này rất là xinh luôn này. Xả 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này có mật mã 30 cho em ạ. Mã 30 cho em nhá. Cái này nam nữ đều mặc được các mẹ nhá. Cho bé 22 23 ký đổ lại nhá. 22 23 ký đổ lại này. Mẫu này em xả 35k nhá. Xả 35k để mẹ nào lấy comment mã 35 cho em ạ. Comment mã 35 cho em nhá. Sọc này là dành cho bé 11 ký nhá các mẹ nhá, 11 12 ký này, cực xinh luôn nhá. Xả 50k nhá, mẹ nào lấy cái này comment sọc đen nhá. Sọc đen 50 ạ. Cái này là dành cho bé 11 12 ký nhá các mẹ nhá. 11 12 ký này, tay bèo rất là đẹp nhá. Xả 40k này. Mẹ nào lấy cái này comment vàng cho em nhá. Vàng 40 ạ. Sau của Thảo Tuyên nhá. Sọc đen của chị Thảo Tuyên nhá. Hết sọc đen rồi chị Trà My ạ. Rồi cái này là dành cho bé 12 13 ký này. 12 13 ký rất là xinh luôn các mẹ nhá, rất xinh luôn ạ. Xả nốt 35k nhá. Xả nốt 35k này. Cái này là dành cho bé. Mẹ nào lấy comment hoa cho em nhá, comment hoa. Hết sọc đen các mẹ nhá, hết sọc đen ạ. Chị Minh Anh Trần, anh Minh Trần lại vào à? Đại cổ mấy hôm nữa. Cái này là dành cho bé 89 ký nhá. 89 ký này rất là xinh luôn này. Có bé trai chị ơi. Bé trai thì ít hơn bé gái ạ. 89 ký nhá, 25k này. Mẹ nào lấy comment mã 25 cho em nhá. Comment mã 25 cho em ạ. Hoa của Khoảng Lặng nhá. Thì Khoảng Lặng có số chưa? Rồi mẫu này là dành cho bé 17 ký nhá các mẹ nhá. Lớn nhất là dành cho bé 17 ký đây này. Mẹ nào lấy comment chó cho em nhá. Của Khoan Nguyên nhá. Comment chó cho em nè. Chó 30k các mẹ nhá. Chó 30k nè. Mẹ nào lấy comment chó cho em nhá. 17 ký là lớn nhất nhá. Nhỏ này là dành cho bé 13 14 ký nhá. 13 14 ký này. Mẹ nào lấy comment chó cho em nhá. Chó Nini Huynh nhá. Chó chị Nini Huynh bao nhiêu ký chị Nini Huynh ơi? Con bật số ký lên cho em nhá. 30. Ôi, chị Nini Huynh này, ngáp ngủ từ nãy giờ có mẹ. Quần này là dành cho bé 14 15 ký nhá các mẹ nhá. 14 15 ký này rất là đẹp luôn nhá. 14 ký là mặc đẹp nhất nhá. 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment quần cho em nhá. Quần 35 này.
Ô, nãy chị Phương Anh Nguyên còn chưa được cái nào à? Áo len cho bé này là bé 14-15kg nha các mẹ nha. Len cải cúc cho bé 14-15kg này. Xả 90k nhá. Xả 90k len chất đẹp đó các mẹ nhá. Xả 90k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 90 nhá. Chị Phương Anh Nguyễn không được gì à? Hộ thân. Quần nhá. Lên quần này. Quần này là dành cho bé 40kg nhá. 40kg này. Cho chị Phương Anh Nguyễn được không? Chị Phương Anh Nguyễn lấy thì ok hộ em nhá. Cho chị Phương Anh Nguyễn, ưu tiên chị Phương Anh Nguyễn cả tố không được gì các mẹ. Sáu mươi k chị Phương Anh Nguyễn nhá. Cái quần đấy hơi đẹp luôn đấy. Hết quần rồi em ưu tiên cho chị đấy, chị đợi em á. Hóng em từ trưa đến giờ rồi. Rồi cái này nhá, đầm này là dành cho bé 13-14kg này. 13-14kg rất xinh nhá các mẹ nhá, rất xinh luôn này. Xả 30k nhá, mẹ nào lấy cái này comment tim nhá. Cái là sao chị Đặng Đức? Chị còn nhắn tin cho em bảo là em like lúc nào các kiểu. Tim của chị Đặng Đức này. Không mà cuối cùng chẳng có cái gì. Áo cho bé này là bé 13kg nhá. 13-14kg này. Hình rất xinh nhá các mẹ nhá. Hình rất xinh luôn này. Đây là thủy thủ papai. Mẹ nào lấy cái này comment cho em. Cái này là xanh nhá, comment xanh này. Tầm 26kg có chị ạ. Em có mấy cái đầm hơi bị xinh luôn đấy, đang để dành. Đây này các mẹ này, đầm xinh chưa này. Đấy, đầm đẹp chưa? Xinh chưa? Đầm này là dành cho bé 17kg đấy, xinh quá. Rồi ok chị Đặng Đức. Để dành đi. Này có cái đầm 30kg thì chị cũng thích. Ba mươi ký mà bao nhiêu tuổi chị ơi? Đây này, cái đầm hoa này cũng rất là xinh luôn này. Đầm hoa này cũng rất là xinh luôn này. Hoa này đẹp lắm, ở ngoài cực đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. Đẹp như đầm cô dâu luôn nhá. Đấy, xinh chưa? Hơi bị xinh luôn. 7 tuổi. Ô, 7 tuổi có mà thoải mái, chị Phương Anh Nguyên ạ. À. Cái đầm này 7 tuổi có mà thoải mái, xinh lắm, đẹp. Cái eo to. Xinh lắm. Cái mẫu này 180k thôi các mẹ này. 180k thôi, rất là rẻ luôn. Đây, cái đầm này cũng thế, 180k đầm bướm nhá. Cái này là đầm bướm này các mẹ này, rất là xinh luôn này. 180k. Xinh chưa?
Cái đầm này của em là size 19 chị nhá. Size 19 ạ. To nhất. Cái đầm bi này cũng thế này các mẹ này. Đầm bi này cũng cho bé 30-32kg thoải mái. 30-35kg luôn ấy. Đầm em cầm vừa lúc nãy là 180 các mẹ nhá. Ô đầm 9kg thì quá nhiều. Không có cái gì. Bé gái, không có bé gái. Đấy là chị không biết đẻ. Ngày xưa là không biết đẻ, không đẻ được con trai người ta gọi không biết đẻ, mà bây giờ không đẻ được con gái thì người ta gọi là không biết đẻ. Chị Hồng Vân cái gì? Phao á? Ngại lai phao lắm chị Út Huệ ạ. Lai phao các mẹ chạy mất hết. Rồi cái này đang còn một cái cho bé 9kg nhá. Còn một cái cho bé 9kg này. Cực xinh luôn này. 20k nhá. Mẹ nào lấy comment 2 giây cho em này. Comment 2 giây. Cái này là dành cho bé. Cái này cũng rất là xinh luôn nhá. Mèo này. Mèo dành cho bé. Đầm mèo dành cho bé 12-13kg nhá. 12-13kg này. Đẹp lắm này. Xả 50k nhá, mẹ nào lấy cái này con mần mèo nhá. Con mần mèo này. Mới được cả 2 cái. Mai em có like đâu. Mai em chốt đơn mà. Cái này đẹp quá mà cái này lộn ra lộn vào. À áo ba lỗ các mẹ nhá. Cái này là dành cho bé này là bé 15kg nhá các mẹ nhá. 15kg này cực xinh luôn này, 30k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cú cho em nhá. Comment cú nhá. Thì mai chị Phương Anh Nguyễn gọi cho em cho xem vài mẫu mà chốt đơn nhá. Rồi áo này là dành cho bé 12kg các mẹ nhá. 12kg này. Rất xinh nhá, 11-12kg nhá. Xả 40k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em ghi nhá, comment ghi này. Trên váy 10kg nhá. Không có trên váy 10kg. Có quần xịp thôi. Cú của chị Trà My. 30 em ạ. Váy 10kg á. Bây giờ em còn rất là nhiều váy á. Mèo 50 chị Hồng Vân nhá. Cái mèo đấy là nằm mèo 50k chị Hồng Vân nhá. Xả 50k. Áo vàng này đẹp chứ này. Phông vàng rất là đẹp nhá. Phông vàng này là dành cho bé 13kg các mẹ này. Dành cho bé 13kg nhá, cực xinh luôn. Cực xinh các mẹ nhá. Mẫu này em xả 45k này, mẹ nào lấy cái này comment vàng nhá. Comment vàng 45 ạ. Moi đi moi lại vẫn còn thấy cái hoa này. Vẫn còn thấy cái hoa này cho bé 13-14kg nhá. 15kg đổ xuống này. Hoa 15kg đổ xuống nhá. Ok chị. Các chị ủng hộ em nhiều thì nhiều nhiều mà mua nhiều nhiều em sẽ free ship nhá. Mua phải mua nhiều đấy. Mua ít là không được free ship đâu. Vàng chị tặng đất nha. Vàng 45. Chị Hồng Vân xem lại cái gì? Cho chị xem lại cái áo mèo đi.
Có mèo ở dưới cái áo hoa ấy. Mèo ở dưới áo hoa. Mèo còn không nhỉ? Mèo đây này các mẹ này, mèo 50k này. Mèo này xả 50k nhá. Đẹp chưa? Này à, hơi nhăn. Có size, cái mèo này có size này. Phải hơn 1 triệu cơ, phải đơn hơn 1 triệu cơ. Hơn 1 triệu mà, em có một khách quen này nhá. Chị này chị rất là dễ luôn. Các mẹ cứ trực chiến 24/24 ngày mai và ngày kia nhá. Em chốt đơn 2 ngày này. Váy mèo đấy chị Hồng Vân, cái váy mèo em vừa đưa cho chị xem đấy. Em cho đâu em chụp toa cho các mẹ thì các mẹ kiểm toa luôn cho em nhá. Thiếu gì thì báo em để em đóng luôn toa em gửi đi, không có là so là em không có chịu trách nhiệm đâu đấy. Áo chứ, áo này là dành cho bé 15kg này. 15kg nhá, xả 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment trắng nhá. Comment trắng 35 này. Chuyển khoản miễn ship áp dụng cho các mẹ mua hàng nhiều, mua đơn giá cao ấy, mua đơn nhiều ấy. Cái áo này, áo váy nha các mẹ nhá, 25kg đổ xuống này, 25-27kg đổ xuống rất là xinh luôn ạ. Hoặc là mẹ nào chia sẻ thật là nhiều cho em, chia sẻ thật nhiều chuyển khoản trước em sẽ free ship ạ. Cái này là em xả 35k nhá, 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment đỏ nhá, comment đỏ này. Có một chị mua hàng của em mà chị mua hàng của em mà chị được cái nào là chị phải inbox lại cái đấy, inbox lại giá tiền luôn. Đến lúc em chốt toa em chỉ việc check vào đấy em chốt toa thôi. Áo mèo úc kia 9kg không có chị Binox nhá. Cái này quần này là dành cho bé 22kg này, 22kg nhá, xả 25k này. Mẹ nào lấy cái này comment quần cho em nhá. Quần 25k này. Đây là váy mèo đấy. Chia sẻ nhiều chụp ảnh lại cho em nhé. Rồi cái phông này cho bé 13-15kg nhá. 13-15kg này rất là xinh luôn này. Xả 40k nhé. Mẹ nào lấy cái này comment trắng này. Cái này bị bẩn chút ít rồi. Giờ chụp vẫn được mà chị. Giờ chụp vẫn được mà. Quần nhá. Quần này 30kg này. 30-40kg này. 30-40kg cũng được đấy các mẹ. 40kg đổ xuống nhá. Cực xinh luôn này. Xả 60k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment mã 60 cho em ạ. 12kg có chị San San. Chia sẻ nhiều quên không chụp thì giờ quay lại chụp. Cái áo ba lỗ nhiều ghê. Áo này xinh quá cho bé 4-5kg này. 4-5kg, 6kg cũng mặc được các mẹ nhá. 30k này, mẹ nào lấy cái này comment xanh nhá. Trắng đấy không bán. Trắng đấy bị một chấm nhỏ rồi. Trắng này bị một chấm nhỏ này, nhưng mà đẹp lắm. Cái này rất đẹp này. Mẹ nào lấy comment cho em mã 20 nhá. Mã 20 này bán rẻ 20k này. Cho mẹ nào về bị một chấm nhỏ thôi ạ.
Váy hoa hồng á? Ôi không có á. Nhiều mình thích cái váy đấy nhỉ. Váy đấy ôi trời hôm trước bán mê man, bán mà. Bán nhiều kinh khủng nhiều luôn ấy. Mã 20 của chị Hương Anna. Cái đấy đẹp. Có bị một chấm tí bé thôi, không nhìn rõ. Không nhìn rõ cái chấm đấy đâu. Cái này là dành cho bé 12-13 ký nhá. 30k này. Mình nào lấy comment 30 nhá. Mình nào lấy comment 30 cho em ạ. Áo cho bé gái 9 ký các mẹ nhá, 9 ký này. Xả 35k nhá, xả 35k này. Mẹ nào lấy cái này comment gấu nhá. Gấu 35 này. Gấu 35 các mẹ nhá. Cái này đẹp lắm này. Cái này mặc rất là dễ thương luôn. Cái này là dành cho bé 10 ký nhá, 10-11 ký này. Xinh lắm này. Xinh cực luôn này. Xả 35k nhá. Bạn nào lấy cái này comment mắt nhá. Comment mắt 35 này. Mắt 35 này. Mắt mồm. Hôm dưới chân rồi. Dưới chân dưới nhá. Quần tất cho bé 9 ký á. Hết rồi chị ơi. Mắt của chị Phạm Hình. Còn cái mắt cho bé 9 ký nhá. Mắt cho bé 9 ký này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mắt 9 nhá. Mắt 9 này. Comment mắt 9 ạ. Mắt 10, 11 ký hết rồi nhá. Còn mắt 9, 10 ký thôi. Mẹ nào lấy các mần mắt 9 nha em nhá. Rồi ok chị. Bộ lợn này là dành cho bé 9 ký các mẹ nhá, 9-10 ký này. Rất là xinh và dễ thương các mẹ nhá. 9-10 ký này. Xả nốt 65k nhá. Xả nốt 65k này. Mẹ nào lấy cái này có mần lợn nhá. Có mần lợn này. Lợn xả nốt 65k nhá. Mẹ nào lấy có mần lợn cho em ạ. Quần cho bé 13-14 ký nhá. Xả nốt 45k quần bò này. Xả nốt 45k nhá. Mẹ nào lấy cái này con bần gà nhá. Con bần gà này. Con này là con gì nhỉ? Chim. Ừ. Aniper à? Len này là dành cho bé 12 ký nhá, 11-12 ký này. Xả 60k len cực đẹp luôn các mẹ ơi, len cực đẹp luôn nhá. Xả 60k này, mẹ nào lấy cái này comment len cho em nhá. Comment len cho em này. Chị Mikken lấy thêm gì không? Để mai em gửi luôn nào. Chọn rồi chị nhá. Rồi cái này 2 dây cực xinh luôn này. Đầm 2 dây cho bé 15-16 ký nhá. 15-16 ký rất là xinh luôn nhá. Xả 45k nhá. Xả 45k này. Mình nào lấy comment mã 45 cho em nhá.
Ông mình mã 45 cho em ạ. Hôm nay các mẹ hơi buồn đấy. Phong ba lỗ các mẹ nhá. Ba lỗ phong còn hai cái đây này. Còn hai cái nhá. Rất là đẹp luôn này. Phong này là dành cho bé 25 kg nhá. 25 kg này. Rất là xinh luôn nhá. Xả nốt 55k này. Xả nốt 55k nhá. Phong đại đấy ạ. Tại cổ số to nhất phải 50-55 kg. Xả nốt 55k nhá. Mày nào lấy cái này comment mã 55 cho em nhá. Mã 55, mã 45 của chị Dung Nguyên. Năm mươi lăm k nhá. Mã 55 mẹ nào lấy không ạ? To nữa có chị nhá. Bé gái có chị Tuyết Linh, à có chị Hương Anna. Đây đợi tí, đợi em đang gấp lại cái gậy livestream này để cho thấp xuống để em đi ra phía này. Có 30 nhá. Set bò á. Set màu bò á chị Huỳnh Hoa, Ngọc Dung. Một cái phông đỏ này nhá các mẹ nhá. Một phông này cho bé 9 kg này các mẹ này. 9 kg nhá. Mẫu này em xả 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment đỏ cho em nhá. Xả 30k này. Mẹ nào lấy comment đỏ cho em nhá. Con ngủ rồi mai xem thêm. Pyjama này. Pyjama này là dành cho bé 13-14 kg nhá. Xả 50k này, xả 50k pyjama này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã xanh nhá, comment mã xanh cho em này. Đỏ của Thi Hoàng. Đỏ của Thi Hoàng này. Comment xanh cho em nhá. Xanh này rất là đẹp luôn này, 50k các mẹ nhá. 50k này. Xanh nhá, mẹ nào lấy cái này comment xanh cho em này. Xanh 50 các mẹ nhá. Vàng này. Áo da hay áo dạ chị Dương Thuy Hoàng. Mẹ nào lấy vàng comment vàng cho em nhá. Bộ này á, bộ này là 85k một bộ chị nhá. 85k một bộ ạ. Đây màu xanh lá này, 25 kg không vừa chị ơi. Thế thì mai em gửi cho chị Hương Đăng Thuy nhá. Để em tìm lại ảnh xem có thì em gửi cho chị vào inbox cho em nhá. Một áo phông này, phông cho bé 10 kg các mẹ nhá, 10 kg này. Xả 30k nhá. 11 kg có chị Hoài Hồ nhá.
Xả 30k này, mẹ nào lấy cái này comment hồng cho em nhá. Hồng 30 này. Nâu vàng á. Con chị không vừa đâu. Pyjama 13kg có chị Hương Đăng Thuy nhá. Mới lấy màu gì nhờ chị nhờ. Có 3 màu này. 16kg nhá các mẹ nhá. Đây có 4 màu nhá các mẹ nhá. 4 màu này. Em chia theo thứ tự nhá các mẹ nhá. Chia theo thứ tự này. Hình phong hồng này đi. Phong hồng chị Phạm Hình này. Đây. Vàng bò này là hàng 130k chị nhá. Màu này mới là 85k chị này. Đây. Đây là má 1 các mẹ nhá. Má 1 này. 50k nhá. Má 2 đây nhá. Màu này là má 2 này. Màu này là mã 2 nhá. À quên nhầm. Màu này mới là mã 2. Màu này là mã 2 các mẹ nhá. Màu này là mã 2 này. Màu này là mã 3 nhá. Xanh này là mã 3 này. Xanh này là mã 4 nhá. Các mẹ comment mã kèm số ký lên cho em nhá. Comment mã kèm số ký lên cho em này. Hai mươi ký không vừa chị ơi, mẫu này 20kg không vừa nhá. Mã 4/13 Hương Đăng Phi nhá. Đây mã 4 này 13kg à. Từ để xem nào, đến số 46. Mã 2 mã 4 16 ký chị Lam Phương. Chị Lam Phương có mẩn số điện thoại cho em nhé chị Lam Phương nhá. Chị Lam Phương mã 2 mã 4 này. Đây đây, mã 2 đây. Số bao nhiêu? Mười sáu ký 4 tuổi vừa chị Anh Nguyễn ơi, nâu vàng này 16. Nâu vàng này 16 ký 4 tuổi vừa chị nhá. Đây. Là 24 là Lam Phương đúng chị? Lớn nhất chỉ 16 ký thôi các mẹ. Mẫu này lớn nhất chỉ 15 16 16 ký nhá. 16 17 ký. Đẹp lắm. Mười sáu ký chị Phương Anh Nguyễn có lấy cái màu vàng không? 24kg thì không vừa nhá. Chị nào vừa lấy pyjama đây? Chị Hoài Hồ có lấy pyjama không ạ? Rồi lên tiếp nhá, màu tím này. Tím này là dành cho bé gái 8kg nhá các mẹ nhá, 8-9kg này. 30k nhá, xả 30k này, mẹ nào lấy cái này con mần tím nhá, con mần tím nha em này, xả 30 này. Cái này là dành cho bé 10-11kg nhá, xả 30k này, mẹ nào lấy cái này con mần mắt cho em nhá, mắt 30 này, mắt 30 này. Cái này là dành cho bé 11kg nhá các mẹ nhá, tùy bộ nhá chị nhá.
Bộ mẹ em không có chị ơi. Cái này là mẹ nào lấy comment mèo cho em nhá. Mèo 30 này. Bộ này là 130 này. Bộ này là 85 này. Bộ này là 85 này. Bộ này 85 nhá. Có bộ này là đắt thôi ạ. Ghi này là dành cho bé 9 ký đổ lại các mẹ nhá. 9 ký đổ lại này, xả 30k này. Mẹ nào lấy cái này comment ghi cho em nhá. Mẹ nào lấy comment ghi cho em này. Mắt của khoảng lặng. Mắt của chị khoảng lặng này. Số nhá. Cái này 11 ký đổ lại các mẹ nhá. Mẹ nào lấy comment số cho em này. 30 nhá các mẹ nhá. Số 30 này. Số 30 các mẹ nhá. Số của Xoan Mai nhá. Bộ này rất là phông này to lắm này các mẹ này. Phông này bố 70 ký mặc được các mẹ nhá. 65 70 ký mặc được này. Rất là đẹp các mẹ nhá. 65 70 ký mặc được cực xinh luôn này. Xả 65k nhá, xả 65k này. Xả 65k nhá, bố mẹ đều có size nhá. Mẹ cũng mặc được, xả 65k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment 65 kèm số ký cho em nhá. Comment 65 kèm số ký cho em ạ. À. Mẫu này màu ghi nhá, màu ghi này. Màu ghi này cũng xả 65 nhá. Mẹ nào lấy cái này comment ghi cho em nhá. 70kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mẹ nào lấy comment ghi cho em nhá. Ship 30k trên 3 sản phẩm chị My Thảo nhá. Lấy càng nhiều thì tiền ship càng tính ra rẻ ạ. Bộ này, bộ nhá, trên váy ren rất là đẹp luôn này. Xả 55k nhá. Mẫu này là dành cho bé 10kg nhá. 10 ký 11 ký này, xả 55k nhé. Mẹ nào lấy cái này comment bộ cho em nhé. Comment bộ này, trên váy ren cực xinh luôn, xả 55k nhé. Mẹ nào lấy cái này comment bộ cho em nhé. Cái này có 12 ký 13 ký đổ xuống các mẹ nhá. Có 13 ký đổ xuống ạ. Hình hoa Ngọc Dung lấy bao nhiêu ký nhờ chị nhờ? Hoa Ngọc Dung. Đã còn 4 bộ các mẹ nhá. 4 bộ này rất là đẹp luôn này. Bộ này của em cũng rất là sexy nhá, rất là sexy và đẹp này. Cực xinh luôn nhá. Size nhỏ nhất là dành cho bé 9-10 ký các mẹ nhá. 9-10 ký này có kèm quần ở trong này. Có kèm quần ở trong các mẹ nhá. Quần ở trong rất là đẹp luôn này. Chân váy là quần đấy. Chân váy quần nhá các mẹ nhá. Cái này em xả 75k nhá. Xả 75k này. 75 ký. Xả 75k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em mã 75 nhá. Mã 75 này. Có size ở cổ đấy. Comment mã 75 cho em nhá. Sexy chưa? Đẹp lắm. 55. Mã 75 rất là đẹp ạ. Áo phông này. Thực chất luôn, cái này là dành cho bé 9 ký các mẹ nhá. 9 ký xả 35k này. Có chị Dương Thuy Hòa, Dương Hương Đăng Thuy nhá, có nhá, chị Hương Đăng Thuy nhá. 35k xả nhá, mẹ nào lấy cái này comment đen cho em nhá. Comment đen ạ. Rồi, ok chị.
xinh không? Rồi ok thì Hương đăng Thuy nhá. Đen này. Đen cái số nhỏ nhất là đã hết rồi các mẹ nhá. Còn số này là dành cho bé 10kg này. Mẹ nào lấy cái này comment đen 10 nhá. Đen 10 này. Rất là đẹp luôn, ăn chơi lắm. Đen 10 nhá. Cái này là đen 11 nhá. Đen 11 nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đen kèm số ký cho em nhá. Đen 10 cái đen 11. Đen 10 son mai này. Đen 10 nhá. Có cái to cái bé. Cái 10 cái 11 nhá. Đen đẹp mà. 35 nhá. Chị Dung Nguyên comment số điện thoại cho em nhé. Chị Dung Nguyên nhá. Chị Dung Nguyên đen 11. Áo váy này xinh quá này các mẹ này. Áo váy nhá. Rất xinh luôn. Rất là xinh nhá. Cái này là dành cho bé 11kg nhá các mẹ nhá. 11kg này. Cực xinh luôn. Khoét vai nhá. Khoét vai này. Mẫu này em xả 75k nhá. Xả 75k này. Mẹ nào lấy cái này comment cho em hồng nhá. Comment hồng 11 nhá. Hồng 11 này. Xả 75k nhá. Rất là rẻ và đẹp luôn ạ. Hồng 11 nhá. Hồng này có size lớn nhất là cho bé 15-16kg nhá. 15-16kg, 17kg thì mặc thành áo. 17-18kg thì mặc thành áo các mẹ nhá. Rồi chị sau, chị Dung Nguyên, chị Thuy Hoàng ạ. Chị Hương Đăng Thuy một cái áo màu hồng 13kg à. Áo váy hồng 13kg. Hồng 14kg, Hương Đăng Thuy. Chị Hương Đăng Thuy này, 13-14kg. Cái đấy đẹp lắm. Xả 75k là rẻ rồi đấy. Đây đang bán 115 ở đây đang bán 115. Bộ màu cà phê là chai chị nhá. 75k chị Thu Hồng nhá, 75k. Đầm hồng này. Đầm hồng cho bé 15-16kg nhá các mẹ nhá. 15-16kg này xả 100k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment đầm hồng nhá. Chị Phạm Hình này. 11kg này. Đẹp trên này các mẹ này. Mẫu này là dành cho bé 15-17kg nhá. 15-17kg này xả 120k nhá. Mẹ nào lấy cái này comment 12 cho em nhá. Comment mã 12. Bộ màu cà phê này. Bộ này đẹp lắm này. 17kg đổ lại nhá. 17kg đổ lại các mẹ này. Cực xinh luôn. 17kg đổ lại nhá. Mẹ nào lấy cái này comment cho em nâu nhá. Comment nâu kèm số ký ạ. Comment nâu kèm số ký cho em nhé. Có váy đấy các mẹ. Có váy đấy, xinh chưa? Váy nhí nhá. Váy nhí cho bé 9kg này, 8kg này, 10kg đấy. Con chỉ 27kg không vừa đâu. Đấy, đầm đấy các mẹ nhá, đầm đấy. Áo gấu á, áo gấu bé trai cũng mặc được mà chị.
thun đây này, áo phông đây này, phông 3D đang treo đây này. Đây đầm đây, những cái mẫu đầm này đều là 9 kg đều có nhá chị nhá. Áo phông trắng trong góc á. Góc bên nào chị? Góc bên áo này hay là góc bên áo kia? Áo thun 3D không có tay dài chị nhá. Có tay cộc của bé trai thôi, không có tay dài của bé gái đâu. Áo gấu 10 kg có chị Xuân Mai nhá, 10 kg có. Áo 3D của em là hàng 25 kg đổ lại các mẹ nhá, 25 kg đổ lại ạ. Đây đầm đấy các mẹ này. Đầm 11 kg đây các mẹ chọn đi. Thích đầm nào bảo em. Chị Xuân Mai lấy một cái áo gấu kìa. 10 kg. Váy hồng 11 chốt đấy. Váy hồng nào chị Phạm Hình? Ờ. Đâu? Cái số bao nhiêu đây? Kia kìa, ở trong nghĩa còn gấu kìa. Số bao nhiêu đây? 90, ừ hết cỡ rồi. Ba mươi lăm. Có chị Hương Đăng Thuy ơi. À rồi, chị Phạm Hình rồi nhá. Đấy. Áo 3D đây các mẹ nhá, 3D này. 3D cam này, 3D đỏ này. Đầm đầu tiên đây nhá. Áo gấu 35k nhá. Mười tám ký có chị ơi, có sơ mi. Màu xanh và màu vàng á, màu xanh này á. Không, màu xanh này không có 30 kg nhá. Ba D cam à? Thằng đấy là 70k chị nhá, 70k. Đầm trắng trước, đầm viền xanh. Áo gấu 35k. Đây, đầm trắng trước, đầm viền xanh đây nhá. 130k. Áo gấu 11 kg không nhá. Đây, đầm này đẹp chưa? Rất là xinh luôn. Quá nét. Không có 30 kg, như cái này là hàng nhỏ nhá. Áo gấu 35k chỉ có từ 10 kg đổ xuống á mẹ nhá, 10 kg đổ xuống á. 14 kg không có. Này các mẹ nhìn em treo nó rất là phẳng và đẹp nhá. Các mẹ về treo cũng phẳng và đẹp như thế này nhá. Có 9-10 kg chị Ngân ngọt ngào nhá. Áo xanh lót là áo xanh nào vậy? Ba D đen. Size 20 kg á. Ba D đen đỏ đúng không? Áo gấu 10 kg cho chị Phạm Hình. Ba D này đúng không chị Huỳnh Hoa Ngọc Dung? Cái này đẹp lắm này. Hai cái này đều đẹp. Đảm bảo luôn. Các mẹ thích cái nào thì cứ chụp ảnh lại cho em nhá. Em đứng xa các mẹ chụp ảnh lại, các mẹ đánh dấu cho em nhá. Đến lúc chốt đơn mẹ nào thích cái mẫu nào thì báo em. À cái xanh không vừa chị Huỳnh Hoa nhá. Cái xanh không vừa.
váy trắng nào chị trang cáo. Đây các mẹ này đẹp chưa? Các mẹ thích các mẹ cứ chụp ảnh lại cho em nhá. Không chị mít ken ạ. Có 12 13 ký rồi. Sammy có. Sammy đây. Lại từ đầu này các mẹ nhá. Đây. Những cái phông to em lại treo ở trên đấy. Đây là phông nhỡ. Sơ mi áo váy sơ mi đấy. Mười tám ký có vừa 18 ký nhá. Cái mẫu màu hồng buộc dây ở bụng đây có 18 ký đấy. Trời ơi. Váy tím nào chị khoảng lặng nhỉ? Thun vế trên 30 ký không vừa. 30 ký nhưng mấy tuổi chị ơi? Áo váy màu hồng đấy xả 70 chị Xuân Mai nhá. Các mẹ chụp ảnh lại cho em nhá để em nghỉ live stream nhá. Nghỉ live stream. Hôm nay là mẹ nào ưng mẫu nào thì vào inbox cho em nhá. Inbox em trả lời inbox các mẹ nhá. Đây đây. Vừa chị Xuân Mai nhá. Ok chị lấy chị Xuân Mai cái màu hồng kia kìa em kìa. Cái quen màu thêm. Đây đây đây, đứng lên lên. Ồ, điện thoại hết pin rồi các mẹ ạ. Đấy. 80. Ừ. Xả 70. Rồi ok chị. Các mẹ ơi, em nghỉ nhá. Áo gấu 10 ký. Rồi ok chị Đặng Đức. Rồi mẹ nào kết bạn thì vào inbox cho em để em vào kết bạn nhá. Hết mất, em hết pin rồi, còn mỗi 2% pin thôi chị ơi. Mai em chốt đơn xong rồi chị biết kem nhắn tin cho em nhá. Chào các mẹ nhá. Lấy cho chị Đặng Đức kẹo gấu 10 ký nhá, 35k nhá. Rồi ok chị.